võ đồng viện làm sao che giấu được chuyện này tin tức đều đã chuyển khắp cả quận la giang tình cảnh kim bất dịch hiện nay có thể dùng một câu nói để miêu tả chưa bác sở soi gương đến đến trong ngoài đều không phải người gia tộc mà nữ sinh đại diện nhóm là hảo môn vân gia tất nhiên là tức giận dị thường ba ngày hai lần gây áp lực bắt kim bất dịch phải mau chóng tìm ra hung phạm mà hảo môn hứa gia cũng không vui vì hứa đình cũng là nạn nhân chủ trương chính nghĩa đi bắt kẻ trộm kết quả lại rước lấy một thân tanh hôi dù là hứa đình hay hảo môn hứa ra cũng khó mà đền bù tổn hại Kim Bất Dịch trong lòng gấp đến độ muốn chửi thề, võ đồng viện một mảnh hỗn loạn, Tần Vô Song ngược lại bên tai thanh tịnh, ít nhất mấy ngày nay không cần lo lắng có người đến chỗ hắn huyên náo. Càng lâu sống trên thế giới này, vốn hiểu biết quả hắn càng phong phú, sâu rộng. Ngắm lại lúc Kim Bất Dịch gọi hắn lên giáo huấn, cho hề không thêm được che giấu kia cũng chẳng có gì kỳ lạ. Mình xuất thân từ Hàn môn Tần gia còn Trương Hiền thì đến từ vọng tộc Trương gia, bởi vậy bị đánh là Tần Vô Song, tiết thu gian dạy cũng là Tần Vô Song hắn. Đây là một sự thật trần trụi, trong thế giới này thân phận thấp cũng là cái tội đều là quý tộc cấp thấp vọng tộc dù thế nào cũng đứng thứ hai trên hàn môn một bậc sự tranh lệch này chính là căn nguyên cho sự đối xử hắn phải chịu đựng nếu đổi lại hắn là con cháu hào môn người nhận dân dạy của kim bất dịch khẳng định là trương hiển còn cái vụ vu oan lấy trộm nội y này cũng sẽ không rơi lên đầu hắn nếu đổi lại là tần vô song trước đây vụ vu oan này mà thành công hậu quả là không thể lường được sự thật tàn khốc này khiến tần vô song sâu sắc cảm nhận được ở thế giới này nếu không đủ mạnh không có gia tộc lớn phía sau chống lưng chỉ sợ tôn nghiêm bản thân cũng không bằng cá heo chó hắn tốt xấu gì cũng là con cháu quý tộc tuy rằng là quý tộc tầng dưới chót nhưng ít ra cũng có tư cách quý tộc mà bình dân chỉ sợ nổi dậy chống lại càng thêm gian nan đi đây là một thế giới có cấp bậc danh giới rõ ràng chỉ cần nhìn đến dù là người hay vật đều có phân chia cấp bậc nghiêm chỉnh hơn nữa thế giới này thập phần tôn trọng vũ lực cơ hồ toàn là dân luyện võ hết thảy quyền lực đều phải dựa vào vũ lực cường đại tranh giành bảo vệ nhỏ là cá nhân vừa là gia tộc lên đến quốc gia, các bậc phân chia thập phần rõ ràng. Các bậc khác nhau ứng với thực lực khác nhau, giống như là hàng nào giá đó. Các bậc bất đồng, đái ngộ bất đồng. Nếu muốn hưởng thụ càng nhiều quyền lực, biện pháp chính là dùng vũ lực để tăng cấp bậc của mình. Người gia tộc, quốc gia, tất cả đều như thế. Ví dụ như tần gia hiện tại, nằm ở vị trí ngoài diệt tầng lớp quý tộc địa vị bấp bênh. Tuy thời có thể sụp đổ, cả quận La Giang này, các thế lực thêm muốn cái danh ngạch quý tộc tần gia tuyệt đối không ít. Gia tộc luận phẩm 20 năm tổ chức một lần trong cả nước dưới tình huống bình thường sẽ không tăng giảm danh ngạch quý tộc nói về luận phẩm căn bản chính là cạnh tranh danh ngạch dưới tình huống số danh ngạch không tăng nhiều tất nhiên có gia tộc thăng hạng cũng có gia tộc tụt hạng có gia tộc vượt long môn cũng có gia tộc thất bại thảm hại đây cũng là thúc đẩy các đại gia tộc bảo trì tính cảnh giác cùng cạnh tranh không được buông lỏng nếu có sơ sẩy liên có thể bị giáng cấp thậm chí mất đi cái danh ngạch quý tộc trăm năm trước tần gia vẫn là hào môn tuy rằng bị giáng cấp vẫn còn hàng ngũ quý tộc sau hào môn đến vọng tộc sau đó đến hàn môn chính là hiện giờ là hàn môn đã là quý tộc tầng dưới chót súng nữa sẽ là bình dân bình dân ở thế giới này cùng thường dân trên địa cầu ở kiếp trước tuyệt đối là hai loại khái niệm ở trước mặt quý tộc bình dân không có quyền tự chủ vận mệnh chuyện sinh tồn của bình dân bình thường là ký thác dưới sự che chở của quý tộc ngày nào đó quý tộc nhìn ngươi không vừa mắt muốn tới khi dễ ngươi ngươi ngoài việc cắn chặt răng chịu đựng căn bản không có biện pháp khác trừ phi sự che chở của quý tộc của ngươi cho ngươi quyền ra mặt nếu không mặc dù bị người ta giết chết thường thường cũng là chết vô ích người bình dân phấn đấu cả đời để theo đuổi cái gì đó có lẽ một cái danh quý tộc vừa sinh ra liền có được tần vô song biết quý tộc ở thế giới này so với đặc quyền giai từng kiếp trước còn hung mãnh hơn bất quá hung mãnh là người khác tần ra bọn họ tuy rằng đứng trong hàng ngũ quý tộc lại căn bản không có tư cách hùng ác ngược lại phải lo lắng đề phòng mỗi ngày bị người lo nghi âm mưu chiếm đoạt cái danh ngạch quý tộc này lần đó tần vô song cùng trương hiển quyết đấu nhìn qua là võ đồng đang tranh chấp sau lưng kỳ thực là tranh danh đoạt lợi tàn khốc Ví dụ vụ án nội y bị mất trộm lần này, một khi làm ngơ tội danh của Tần Vô Song, hắn mặc dù không chết, cả đời này cũng còn kém hơn người bình thường rồi. Tình cảnh không xong, tình thế ác liệt, cũng không có khi ý chỉ tinh thần Tần Vô Song xá sút. Ngược lại, hắn nghĩ thấy chính mình cũng có động lực, ý muốn thách đấu càng thêm bức thiết. Kiếp trước có vị danh nhân đã từng nói, một vạn năm lâu lắm, tranh đoạt chỉ trong phút chốc mà thôi. Tần Vô Song thực thích những lời này, cho nên hắn không buông tha bất luận cái gì phút chốc. Tinh thần yêu võ học ở kiếp trước đã phát triển đầy đủ, gia tăng luyện công. Kiếp trước, tu luyện cổ võ xuất phát từ hứng thú cùng theo đuổi võ đạo. Đời này, hoàn cảnh càng tàn khốc, tu luyện võ công cũng là đường thoát thân, sinh tồn. Mang theo chỉ nhớ kiếp trước sống lại trên thế giới này, kiếp trước đã có sẵn công pháp. Đương nhiên không thể bỏ qua không luyện. Tần vô song kiếp trước đi khắp chân trời góc biển cổ võ bí tích tuyệt đỉnh trên địa cầu đều có đọc lướt qua lúc này chỉ nhớ trong đầu hắn giống như một bộ võ điển bách khoa toàn thư dưới cục diện hỗn loạn ở võ đồng viện tần vô song một bên giao thiệp một bên chăm học khổ luyện bất chi bất giác luyện từ đầu mùa xuân đến cuối xuân rồi đến đầu hạ lại luyện qua cả mùa trong nháy mắt tần vô song đến thế giới này đã chừng năm tháng thay đổi trong năm tháng đúng là kinh người lúc này tần vô song chẳng những vóc dáng mạnh rất nhiều hơn nữa cơ thể cũng có cách đang muốn đạt tới cảnh giới ngoại công cực hạn bất luận là công kích vũ kỹ khác nhau chỉ cần sử dụng đều là uy vũ sinh phong uy thế bức người đáng mừng nhất chính là ngoại công đỉnh phong kinh mạch tử yếu ớt luyện thành dẻo dai toàn thân cơ thể lại luyện đến cảnh giới ngoại lực vừa chạm vào lập tức sinh ra phản ứng rộng ngược đây là dấu hiệu đầu tiên của nội kinh sản sinh tuy rằng đối với kiếp trước mà nói không phải là thành tựu ghê gớm lắm chỉ có thể xem là mức thứ hai nhưng đối với tần vô song sống lại mấy tháng nay đã là tin tức tương đối phấn khởi đây là dựa vào bản thân trong một thời gian ngắn luyện ra làm cho hắn nhớ tới kiếp trước khổ luyện vũ kỹ loại cảm giác này thập phần ấm áp tuyệt vời mỗi ngày đều có thu hoạch đều có thành quả đều có thể cảm giác được là mình có tiến bộ Đối với một võ giả mà nói, tuyệt đối là chuyện vui sướng. Tối nay, Tần Vô Song tĩnh tạ trên giường, điều tức phận công, cảm giác được trong cơ thể có một cổ năng lượng nóng hung hực, ở trong kinh mạch qua lại không ngừng. Tần Vô Song kiềm chế vui sướng trong lòng, dẫn đường cổ năng lượng này là ở các kinh mạch tăng lên. Hắn biết, đây là nội kinh, bản thân khổ luyện lâu như vậy, một lòng chờ mong thành quả, rốt cục cũng đến. Ngoại lực cực hạn, nội kinh tự sinh, tám chư quy tắc tu luyện, thật đúng là không giả à. Vốn là, ở kiếp trước, luyện ngoại công không cản trở tu luyện nội kình nhưng cách tu luyện ở thế giới này cố tình bức ép cơ thể kinh mạch cũng tới cường độ nhất định luyện đến ngoại công lên mức cao nhất mới có thể từ bên ngoài sinh ra nội kình nói cách khác cách tu luyện từ ngoại chuyển nội cần cả một quá trình một giai đoạn tu luyện dài dòng ngoại lực cường thịnh đến đâu đi nữa cũng là lực võ cảnh mà một thân nội kình chính là dấu hiệu từ nay về sau tiến nhập chân võ cảnh chân võ cảnh tại thế giới võ giả đã được cho là cấp bậc thượng phẩm tuy rằng chân võ cảnh cũng chia ra chín đẳng mà bản thân hiện tại nhiều nhất chỉ là chân võ cảnh nhất tẳng mà thôi thế nhưng nhất tẳng thì nhất tẳng kinh nghiệm kiếp trước không giả trong đầu còn có nhiều tuyệt thế võ điển như vậy cũng không giả hắn tin tưởng vững chắc sau khi tiến vào chân võ cảnh tuyệt sẽ không giống những võ giả khác ở thế giới này từng bước trèo lên lấy kinh nghiệm cùng võ điển trong vòng ba bốn năm khôi phục bảy tám phần thực lực kiếp trước là có hy vọng dù sao bản thân kiếp trước từng đạt tới cảnh giới cường đại nay sửa chữa lại khó khăn hiển nhiên ít đi chỉ có điều là ôn lại một chút mà thôi mỗi một con đường đều là thẳng tuyệt không đi cái gì đường vòng hơn nữa hoàn cảnh tu luyện ở thế giới này lý tưởng hơn so với kiếp trước hắn thậm chí sinh ra một loại dạ tâm một loại ảo tưởng cho mình khôi phục thực lực kiếp trước có lẽ có cơ hội thách thức một chút với cảnh giới chưa đạt tới ở kiếp trước nội kinh sinh ra tiến vào chân võ cảnh kinh điển nội công tuyệt học kiếp trước này liền có công dụng để hắn chọn lựa thật sự nhiều lắm có trí cương trí dương viêm dương chân kinh cũng có chế âm trí nhu huyền âm chân kinh có tẩy tùy phạt mao tẩy tùy kinh cũng có đạo gia kinh điển vô tướng chân công con có có thể hấp thụ nội kinh người khác hóa thành của mình bắc minh công lục tần vô song biết đạo lý tham thì thâm cũng không có vội vã bắt đầu trên thực tế trong mấy tuyệt học này đó hắn cũng chỉ là luyện qua viêm dương chân kinh mà thôi những thứ khác tuy rằng một trừ cũng không quên thế nhưng lại cũng không có luyện có nền tảng của kiếp trước hắn tự nhiên lấy viêm dương chân kinh làm trụ cột trí cương trí dương duy ngã viêm dương thủy hỏa bắt xâm đau thương khả đáng đây là lời mở đầu trong viêm dương chân kinh nói chính là cảnh giới sau khi luyện thành còn có một bài tổng quyết khiến người tỉnh ngộ hắn mạnh ta càng mạnh nhất khí trùng viêm dương hắn hoành ta càng hoành lãng nguyệt nhập đại giang đích cương địch hoành tùy vào hắn ta sừng sững như kim cương đây là tổng quyết viêm dương trần kinh khúc dạo đầu ý nghĩa rõ ràng biểu hiện công dương vừa bá đạo chú trọng lấy cường chế cường theo đuổi chính là khí thế là khí phách nhất khí trùng viêm dương lãng nguyệt nhập đại giang ta sừng sững như kim cương cũng là loại khí phách đang theo đuổi đến tháng 9, tháng 9 âm lịch tần vô sống bắt tay và làm tu luyện viêm dương trần kinh lại qua một tháng khiến tần vô song vui sướng chính là hắn đã có thể bước đầu đem viêm dương nội kinh tầng 1. tầng 2 tự nhiên vận dụng chính là hỏa hậu thế gian bất kỳ môn vũ kỹ nào luyện đến cuối cùng chính là so nhau hai chữ hỏa hậu cùng là một môn vũ kỹ dung ở chân vó cảnh cửu đằng so với chân vó cảnh nhất đẳng tự nhiên là bất đồng nhưng hai chữ hỏa hậu không có bất cứ gì có thể lợi dụng trừ bỏ khổ luyện vẫn là khổ luyện quen tay hay việc may mà tần vô song kiếp trước có kinh nghiệm làm cơ sở luyện ít nhưng thu được nhiều trong một tháng luyện đến tầng thứ hai tốc độ không thể nói là không mau tần vô song cũng không phải vui đầu luyện công tương phản hắn luôn luôn chú ý đến động thái của những người bên cạnh cũng tùy thời sẽ đem sở học cùng cách tu luyện cả đời ra kiểm chứng viêm dương chân kinh luyện đến tầng thứ hai đủ có thể lên mặt với cao thủ chân võ cảnh nhị đằng của thế giới này cho dù là chân võ cảnh tam đẳng, Tần Vô Song cũng có 6 phần nắm chắc có thể đánh thắng. Lấy năng lực thực chiến của hắn lúc này, thực võ cảnh tứ đẳng mới là đối thủ của hắn. Bất quá này cũng không đủ khả năng để hắn kiêu ngạo. Chân võ cảnh nhất đẳng nói trắng ra là cùng lực võ cảnh cũng không khác nhau nhiều lắm. Chân võ cảnh cửu đẳng, Tần Vô Song nghiền ngẫm mấy chữ này, tương đương với thực lực đỉnh phong của mình ở kiếp trước. Như bầu trời sau cơn mưa, mọi thứ dần dần trở nên rõ ràng. Xem ra, ta phải cố gắng gấp bội. tân Vô Song giơ thẳng ngón tay, trong hư không nghe được suy một tiếng một mảnh lá cây cách hắn một thước thuận thế mà rơi đây là nhất dương chỉ thần thông nghe nói là môn vũ kỹ hoàng tộc đại lý lưu lại trong lịch sử của kiếp trước đại lý đoàn thị ở dưới võ học hoa hạ từ xưa đã là một thánh địa tân vô song cũng không vội tu luyện những võ công đứng đầu ở kiếp trước mà chọn hai môn võ thích hợp cùng phối hợp viêm dương chân kinh tu luyện nội kình để củng cố năng lực thực chiến của bản thân một môn là nhất dương chỉ còn một môn là cửu dương trưởng hỗ trợ viêm dương chân kinh nội kình tuyệt thế nội công võ điển kỹ năng của hai môn võ này có thể được phát huy đến trình độ siêu nhất là nhất dương chỉ luyện đến chỗ cực hạ còn có thể thăng cấp thành thiên mạch ngưng kình kiếm bên ngón tay thành kiếm phóng thích kiếm khí vô hình giết người vô hình làm cho người ta khó lòng phòng bị chẳng qua giai đoạn hiện nay hắn ngay cả nhất dương chỉ cũng mới vừa hiểu rõ bí quyết hiển nhiên còn chưa tới giai đoạn phá kén lột xác thành trùng mở rộng ra đại hạp cử dương trưởng luận bá đạo cương mãnh so với nhất dương chỉ càng lớn hơn là vò công tuần vô sóng luyện kiếp trước cả đời này tự nhiên sẽ không mất đi cầu dương trưởng tổng cộng phân chính thức lấy viêm dương nội kình hắn hiện tại đang luyện ra nói chẳng qua là có thể luyện đến trưởng thứ ba mà thôi nhất dương sơ so thăng nhị dương tranh huy tam dương khai thái thẳng đến trưởng thứ 9 cầu dương diệt thế uy lực tăng lên luyện đến đỉnh phong tần vô song tin tưởng cho dù là chân võ cảnh cửu đang đỉnh phong chúng một trưởng này nhất định chết đem ba trưởng đầu cửu dương trưởng thao luyện mấy lần sau khi lĩnh ngộ được điều gì ngừng lại lập tức tập thêm mấy lần nhìn trên đường đã có người đi lúc này mới chạy về võ đồng viện còn chưa đi đến ký túc xá hắn đã bị một gã võ đồng trấn đông lâm đang hoang mang rối loạn gọi lại tân vô song đối với võ đồng này có điểm ấn tượng gọi là phương tiểu trung biết hắn cùng hồ tư ngôn có quan hệ họ hàng có thể cũng coi là bạn bè tâm phúc của hồ tư ngôn vô vô song ca phương tiểu trung sắc mặt kinh hoàng chạy tới chuyện gì tân vô song lạnh nhạt hỏi tư Tư ngôn ca bị, bị bọn họ bắt đi. Ai, Của nhiên bị hắn bắt hạnh đoán chúng, đám gia hòa kia tìm không thấy hắn. Sớm hay muộn cũng giận trò đánh mèo người bên cạnh hắn. Bất chấp tần vô song đã cố ý bất hòa với hồ tư ngôn, cũng không thể bảo đảm an toàn cho hắn. Là bọn trương hiển, ta đã đi tìm viện trưởng, nhưng viện trưởng vừa đi vắng. Phương tiểu trung thở gấp, cũng không nói lắp một hơi nói. Vừa mới đi vắng, tần vô song lạnh lùng cười, chính phần chính là kim bất dịch không phải vừa mới đi vắng, mà là cố ý đi vắng mới đúng. Bọn họ đem tư ngôn mang đi nơi nào, ta đi xem tần vô song đánh tâm trong mắt vẫn là yêu thích hồ tư ngôn người có dung khi mấy tháng trước dám đến nhắc nhở hắn quay về trấn đông lâm có thể thấy được đó là một người bạn đồng hương tận tâm huống chi không thể để người vô tội vì mình mà chịu ủy khuất đây là thái độ làm người của tần vô song ở cả hai thế trương hiển không phải là muốn tìm hắn gây chuyện lần nữa sao cũng tốt coi như là bảo đáp ân tiền nhiệm lưu cho mình thân thể hôm nay thanh toán nợ cũ coi như là đối tiền nhiệm đáp trả công đạo mang ta đi nghĩ vậy tần vô song khinh miêu đạn tả nói phương tiểu trung nói bọn họ đi về phía trúc lâm khâu hậu viện vô song ca chúng ta lại tìm viện trưởng xem đừng đi đi trúc lâm khâu đi cũng như không người không muốn cho người tìm được thế nào tìm cũng là không được không để cho phương tiểu trung nhiều lời nằm lấy bả vai hắn cước bộ nhẹ nhàng hướng hậu viện trúc lâm khâu chạy đi võ đồng võ đồng viện gặp bọn trương hiển đem hồ tư ngôn mang đi biết có cảnh tượng náo nhiệt đều ồn nào theo hướng trúc lâm khâu chạy tới thấy phương tiểu trung mang theo tần vô song xuất hiện lại cảm thấy kích thích có loại dự cảm phấn khích vừa muốn trình diễn mấy võ đồng này đều là chỉ em thiên hạ không đủ loạn người khác đánh nhau lại không thương hại chính mình nửa sợi lông còn còn náo nhiệt xem chuyện tốt vậy sao lại không làm thấy không vừa rồi tần vô xong đuổi theo tiểu tử này chẳng lẽ còn không sợ bị đánh một gã võ đồng mang theo khẩu khí cười nhạo khinh miệt nói cái này là tiểu cường đánh không chết người biết cái gì người ta một thân công phu không chuẩn chính là vì bị đánh mà khai luyện không có nghe nói muốn luyện võ công trước học bị đánh sao một võ đồng khác khoe khoang khiếu hài hước của mình có lý có lý ha ha chẳng lẽ là thần kỹ trong truyền thuyết bị đánh thương một hồi tu vi liền tinh tiến một tầng võ đồng trước tiện cười nói hắc hắc các người bậy bạ đi ta dám đánh cuộc mười lượng bạc lần này tần vô song là chết chắc rồi trương hiển bọn họ mu lâu như vậy chờ chính là cơ hội này à nay hồ tư ngôn coi như là xui xẻo thành vật bùi táng ai ai bảo người tần gia không bản lĩnh lại có gia nghiệp khổng lồ chọc người đỏ mắt mà chết là khẳng định chết chẳng qua là chết như thế nào ngươi nói tiểu tử này đầu có phải hay không bị cánh cửa kẹp hỏng lần trước nhặt về một cái mệnh Cứ nhiên không quay về trấn đông lâm lại còn nghênh ngang chạy đến võ đồng viện hắn đây là muốn chết à nay đó võ đồng túm năm tụ ba ngươi một lời ta một chữ nghị luận ồn nào. đều thảo luận cùng một vấn đề chính là tần vô song lần này sẽ chết đắc có bao nhiêu thảm trúc lâm khâu là một đám núi thấp tăng sau võ đồng viện một mảnh lục trúc trong suốt đẹp đẽ bởi vậy được đặt tên như thế tần vô song chạy tới ngẩng đầu liền gặp hồ tư ngôn đang bị trói giữa hai cây trúc cao lớn chân hướng lên trời, đầu hướng xuống đất, bộ dáng vô cùng chật vật, mà bọn Trương Hiển, một người cũng đều không thấy. Phương Tiểu Trung ngốc nhìn xung quanh, anh, những người đó đâu? Hừ hừ, Tần Vô Song nghe tiếng gió, sớm biết đám trẻ xấu xa kia trốn ở phía sau rừng trúc, cũng không vạch trần, mùi chân rời mặt đất, thân mình nhảy lên, chặn đất dây thường cột hồ tư ngôn khiến hắn rớt xuống, thân thủ một ôm, đem hồ tư ngôn ôm lấy, đã thấy hồ tư ngôn hoảng sợ nhìn mình né mắt, nói thì chậm, diễn biến thì nhanh ra một tiếng hai thùng phân từ trên trời giáng xuống mang theo mùi thối nồng đặc từ đầu rót xuống tần vô song phản ứng linh mẫn lập tức nhu thân nhảy lên sai người liên hoàn hai chân đạp ra đá hai thùng phân lên bị một đạp hai thùng phân bay lên thay đổi phương vị hướng mặt sau rừng trúc bay đi xôn xao lực đạo lớn kinh người xuyên sâu vào trong rừng trúc vật do bẩn bên trong tuôn đổ vang ra hào bên trong nhất thời một mảnh quỷ kêu vài tên con cháu quý tộc nhảy ra trong đó chính là trương hiển mấy tên này ám toán tần vô song không thành ngược lại bị một trận vãi nhân 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 thật sự là chật vật không chịu nổi vừa vặn đám võ đồng thích xem náo nhiệt chạy tới thấy đều là cười to không thôi tần vô song đem dây thừng trên người hồ tư ngôn cắt đứt giao cho phương tiểu trung thản nhiên nói các người đi về trước hồ tư ngôn mệt cũng là một lòng quật cường lắc đầu ta không quay về những người này đuổi theo người cũng sẽ đuổi theo ta hôm nay ta không đi làm cho bọn họ nhìn xem chúng ta là võ đồng của trấn đông lâm cũng là có cốt khí chưa chắc mỗi người đều là người nhu nhược cùng lãnh huyết động vật một bên sen náo nhiệt đích cũng không thiếu võ đồng trấn đông lâm nghe xong lời này đều là xấu hổ không thôi thâm hận hồ tư môn nói có ý đồ gây hiềm nghi công kích quá lớn đúng là gây sự tần vô sau nhìn chăm chú hồ tư ngôn một lát sau mới gật gật đầu được vậy ở chỗ này kia trương hiển một thân thối hoắc đem ngoại bào một phen xé ra hồn hển rít gào họ tân lần trước đánh ngươi không chết lần này xương cốt lại ngứa phải không đến đây ta sẽ khiến cho ngươi nhiều lâu một chút Tần Vô Song cũng không muốn cùng một đám võ đồng nhàm chán dây dưa, bất quá hôm nay có cơ hội khó được, cũng là ngoại lệ. Hắn ở võ đồng viện ngây ngốc lâu như vậy, làm sao không chờ đám ngu xuẩn tự đến. Ngày này, rốt cục thì đến. Trương Hiền, ý ngươi là muốn tính nợ cũ. Tần Vô Song thần thái thản nhiên, hít mắt lạnh lạnh liếc Trương Hiển. đánh lại một hồi, đánh lại một hồi. Trương Hiền, giáo huấn hắn, lần này cũng không thể dẫm vào vết xe đồ à? Trương Hiền còn chưa trả lời, đám võ đồng xem náo nhiệt đã sôi trào trước, tiếng ô nào tiếng thay nhau vang lên mà tần vô song đứng ở trong đám người lại hưởng thụ hết thảy ngoài dự đoán mọi người hắn cần chính là loại tư thế này càng huyên não sôi nổi hắn càng khoái trá ở lại võ đồng viện trong đó có một mục đích không phải là vì tặng chương hiển một kích trí mạng để nhất thuy từ lúc truyền thể sống lại tới nay sao làm cho tần gia thất thể đã lâu một lần nữa tiến vào chủ lưu tầm mắt sao tuy rằng giết một tiểu phá hai có tổn hại thể diện của sư phụ hồi kiếp trước chính là loại này đầu to rồi bỏ người nếu không hoàn toàn một lần bóc chết hắn cả ngày ở bên tai anh anh ông ông huyên náo không ngừng bên tai cũng không thanh tịnh Trước hiện lần trước không đánh chết Tần Vô Song, còn buồn bực tới hôm nay. Hơn nữa mấy tháng trước có vụ vu an, không ngờ thần không biết quỷ không hay xuất hiện hiện tượng kỳ quái. Tăng vật lại chạy đến ngăn tù của hứa thiếu gia, làm cho bọn họ cả đám nghẹn khuất mấy tháng. Bọn họ thật sự là không thể nào lý giải, vì cái gì tăng vật hiện ở chỗ hứa thiếu gia. Từng có rất nhiều suy đoán, nhưng không ai đem mục tiêu hoài nghi đặt lên Tần Vô Song. Ngược lại, trong lòng đều ngâm hiểu, đem hoài nghi nhắm ngay vị kia ở ký túc xá số một chữ thiên. Bất chấp, tần vô song trong lúc sự việc phát sinh phải nghe nhiều lời nói kín đáo cũng ám chỉ nói cái gì thân bất chính không đừng đắn lại nói cái gì kim ốc tàng kiều nhưng hứa đình căn bản không cho là tần vô song có bản lĩnh làm được ở ký túc xá nam sinh võ đồng viện chỉ sợ cũng chỉ có vị kia trong phòng số một chữ thiên là có khả năng làm được nhưng mà vị kia cùng tần vô song luôn luôn không có giao tình lại có lý do gì trợ giúp tần vô song cơ chứ vấn đề này vẫn dằn vặt hứa đình thậm chí dằn vặt cả hào môn hửa ra Trương Hiền là người có khả năng được lợi từ Hứa Đình, vẫn là suy xét thay Hứa Đình, không dễ dàng có được cơ hội tốt, như thế nào bỏ qua. Lần trước Tần Vô sống chết mà sống lại, khiến hắn rất mất mặt. Ở Võ Đồng viện, bị đồng bạn chê cười, ở gia tộc, bị trưởng bối dân dạy, mà án oan này, hắn cũng là một trong những người chịu trách nhiệm, sau cũng bị cha mẹ trách vài lần. Này hết thảy nguyên nhân, đều là bởi vì tên con cháu Tần gia trước mắt này, rõ ràng đã chết cư nhiên còn có thể sống lại hắn kim nén cũng không phải là một ngày hai ngày gặp tần vô song chủ động đưa ra tính toán nợ cũ đó là cầu còn không được hắn lần trước cùng tần vô song đánh qua một lần biết lúc đầu thực lực của mình chiếm ưu thế hơn nữa mấy tháng này học được một môn võ công lợi hại đối phó tần vô song nhất định chỉ mất vài phút lần này nhất định phải một kích trí mạng để hắn muốn sống cũng không được trương hiển hung toạn nghĩ hứa thiếu ra mời người đến làm chứng cho chúng ta như thế nào trương hiển đối hứa đình nói lấy lòng Hứa Đình sau khi trải qua sự kiện, cả người âm lãnh rất nhiều, ánh mắt cũng so với trước kia dày đặc không ít. Giáo huấn lần trước, Hứa Đình lần này lòng dạ càng sâu, trầm ngâm một lát, mới giả bộ một bộ ngữ khí công chính. Ân, các ngươi phải một trọi một quyết đấu, chấm dứt vĩnh viện ăn oán cũng không phải không thể. Ta làm trọng tài một lần. Tần Vô Song thấy bọn họ diễn trò rất thật, cũng không thèm để ý. Ngược lại là không kiêng nể gì liếc Hứa Đình, mỉm cười nói: Hứa thiếu gia, hạ mình làm trọng tài cho tay sai, loại sự tình này vui lắm sao? Hứa đình sắc mặt khe biến, dương ở tần vô song. Hắn có chút không rõ, cái tên con cháu tần gia ngày xưa thấy mình giống như chuột gặp mèo. Khi xuất hiện lại ở võ đồng viện, tự hồ tính tình thay đổi à. Bọn họ sở dĩ nhẫn mấy tháng, kỳ thật là do cao cấp học viện gây áp lực. Bắt bọn họ một nháo sự cũng phải chờ một thời gian. Đừng đang ở nơi đầu sóng ngọn gió mà tiếp tục nháo, bằng không tần liên sơn lại nháo đến quan phủ. Quan phủ đối đãi không tốt, về phương diện khác, cũng có chút kiêng rè mà không rõ nguyên nhân. Hiện giờ thật vất vả qua mấy tháng, dần dần bình tĩnh, tóm được cơ hội này suy nghĩ chính là đoạn gốc dễ tần ra đoạt cơ nghiệp tần ra trương hiển đánh hắn đánh chết nhóm võ đồng xem náo nhiệt đại bộ phận vẫn là nịnh vợ đám người trương hiển nhìn thấy đám võ đồng một đám thiếu niên thậm chí nét trẻ con còn chưa mất cứ nhiên đã muốn dưỡng thành nhân phẩm tệ hại như vậy chỉ muốn tiện lợi cho mình xem ra thế giới này thật sự thực có thể đắp nặn người trái lại bên tần vô song, hồ tư ngôn cắn chặt môi hai tay cầm không được xoắn lại với nhau hiển nhiên là khẩn trương dữ dội Phương Tiểu Trung lại đứng phía sau Hồ Tư Ngôn, mặt không có chút máu, ánh mắt bối rối, muốn bao nhiêu sợ hãi có bấy nhiêu sợ hãi. Hiển nhiên, bọn họ đối trận chiến này cũng không có nhiều tin tưởng, dù sao tình hình một lần đối chiến còn rõ ràng ở trước mắt. Trương Hiền đắc ý giao giạt, sải bước đi vào giữa sân, âm thầm nổ lên sát cơ, hắn không định chiến đấu, dựa vào một kích nhất định trung tâm, tính toán giết Tần Vô Song. Tâm tư ấy của hắn, sao dầu diếm được Tần Vô Song hiện giờ? Tần Vô Song đảo mắt, liền nhìn ra sát khí của hắn, trong lòng cười thầm ý tưởng không mưu mà cùng hứa đình cũng là ước gì trương hiển sớm một chút xử lý tần vô song một tiếng gào to công bình quyết đầu, sinh tử đều do thiên mệnh bắt đầu hai người phối hợp ăn ý hứa đình một tiếng ra lệnh cước bộ trương hiển đã khởi động hóa trường thanh đao quần cuộn nổi lên một đạo uy thế sắc bén cùng với cước bộ đẩy mạnh toàn lực hướng tần vô song đánh úp lại xem đề thạch trảng của ta trương hiển cười gần một tiếng khi thấy trường đao cuồn cuộn nổi lên kéo theo lá trúc xung quanh cuốn cùng một chỗ trong phút chốc cách tần vô song ba thước Mục tiêu rõ ràng, hướng cổ tần vô song bổ tới. Trường Đao đã luyện đến trình độ này, đủ có thể so sánh với binh khí. Hơn nữa trương hiển di động tốc độ thập phần cực nhanh, tốc độ cùng lực lượng tập hợp, ngưng tụ thành một cổ khí thế làm cho người ta hít thở không thông. Ngay cả những người bên cạnh đang xem cuộc chiến, đều bị khí thế này làm cho sợ hãi, đều bước lui. khi thế bao phủ, đã đen tất cả đường lui của tần vô song chắn lại. Vừa động thủ, tựa hồ thắng bại đã quyết. Khí thế này thực dễ dàng làm cho người ta cảm thấy nhìn tư thế này tần vô song vẫn là không tránh khỏi bị phán xét vận mệnh cơ hồ tất cả võ đồng cũng cho rằng như vậy bọn họ đã chờ mong xem cảnh trưởng đao rơi xuống huyết tinh vắng khắp nơi tốt nhất là lập tức đầu lia khỏi cổ cực kỳ kích thích cũng khó trách mọi người nghĩ như vậy mắt thấy tần vô song tất cả đường lui bị phong kín vô luận như thế nào cũng là tránh không khỏi nhưng là ai cũng không có suy nghĩ một vấn đề đó chính là tần vô song có cần trốn sao chứ ngay sau đó tần vô song đơn trưởng khẽ nâng nhìn thấy trông thật nhẹ nhàng thân hình phút chốc hướng phía trước phóng đi giống một đạo thiểm điện chớp nhoáng thẳng tắp hướng trương hiền trưởng đao phanh muộn lực đánh lực trương hiền chỉ cảm thấy đụng vào một trái núi lực lượng toàn thân nhất thời bị uốn cong bị một cổ phản lực bắn bay ra ngoài cả người không tự chủ bay giữa không trung tần vô song thân mình nhanh như quỷ mị cánh tay dương lên phóng dây thường vừa cởi súng từ trên người hồ tư ngôn ra như độc xà quấn quanh lập tức quấn trên cổ trương hiển đánh một cái bế tắc tựa như một con cẩu chết đem trương hiển gắt gao bao trụ ngay sau đó tần vô song thân thể bay vút lên vận quyền như gió đá hơn mười cái trên đầu trương hiển trương hiển thân thể tựa như cánh diều bay xéo ra ngoài vướng phải trên cây trúc ban đầu trói hô tư ngôn đung đưa lúc lắc thân thể nhẹ nhàng treo đầu nghẹo sang một bên sớm đã chết Có hồ là cùng một người cùng vị trí đầu trương hiển bị đánh thành một cái động lớn máu tươi ồ chảy ra anh này một màn biến cố điện quang hỏa thạch hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người rất nhiều người thậm chí không thấy chiến cục chuyển biến như thế nào hiện ở trước mắt bọn họ đã là một trương hiển đã chết hắn đã chết trương hiển đã chết tiếng kêu hoảng sợ vang lên lấy một thân chỉ đạo còn lãnh đạo một thân thân a à. nhân của báo ứng cảm khái nay tần vô song thực lực như thế nào tiến bộ nhanh như vậy đây là vấn đề khó hiểu khó trách khó trách nửa năm nay nhìn hắn mỗi ngày khổ luyện nguyên lai like là sớm có chỉ báo thù nhóm võ đồng xem náo nhiệt nhìn thấy cảnh huyết tinh này nhìn lại tần vô song vẻ mặt sát khí nghiêm nghị đều là không tự kìm hãm mà toàn thân lông tơ dựng đứng cũng ở cố gắng nhớ lại ban đầu có đắc tội tần vô song không đầu óc sai chuyển nhanh hơn ta suy nghĩ làm thế nào cải thiện quan hệ với tần vô song nhanh như vậy đã chịu chết nay phải căn thủ lĩnh cỡ nào ngu xuẩn cùng nhược trì mới có thể làm được à tần vô song không coi ai ra gì thản nhiên ném một câu như vậy liếc hứa đình mặt không còn chút máu chấn kinh quá độ chân chân ống tay áo trực tiếp rời đi không đếm xỉa một đám võ đồng lâm vào trạng thái si ngốc hồ tư ngon cùng phương tiểu trung cũng bị thân thủ tần vô song làm rung động hoảng hốt giống như trong mộng sừng suốt nửa ngày mới cuống quýt chạy theo tần vô song trương hiển đã chết bọn họ nội tâm rung động tuyệt đối so với lúc tần vô song bị đánh chết càng thêm kịch liệt mười phần trước mắt một màn làm cho hứa đình ngây ra như phóng thật lâu sau mới phản ứng khó thở bại hoại kêu lên nhanh đi báo cáo viện trưởng báo cáo quan phủ quận la giang tần vô song trấn đông lâm từ đầu đánh chết con cháu vọng tộc trương gia một hồi công bình quyết đấu vẫn là hắn chủ trì trọng tài chuyển khẩu liền biến thành tư đấu võ đồng đang xem cuộc chiến đều nhao nhao tán loạn bọn họ có dự cảm trương hiền chết võ đồng viện sẽ chấn động trương gia một trong bát đại vọng tộc ở quận la giang trương gia năng lực cũng không nhỏ huống chi bọn họ cùng hào môn hừa gia có quan hệ gần gũi giống như cùng mặc một cái quần hào môn hừa gia là một trong tứ đại gia tộc ở quận la giang tần vô song cước bộ không ngừng về tới ký túc xá hồ tư ngôn cùng phương tiểu trung lại là hưng phấn lại là sợ hãi cần cẩn thận thận đi theo sau tần vô song vô song ca mau chạy đi trốn về trần đông lâm đi phương tiểu trung đề nghị không thể trốn đây là công bình quyết đấu tất cả mọi người chính mắt thấy chạy thoát ngược lại sẽ lộ nhược điểm sẽ bị oan uổng vì tư đấu vậy phiền toái hồ tư ngôn so với phương tiểu trung bình tĩnh hơn tần vô song đối này hai người đồng hương trấn đông lâm hào cảm lại tăng không ít đối bọn họ nói các ngươi bây giờ tránh ta xa một chút đi đó phải phiền toái vào thân hồ tư ngôn dứt khoát lắc đầu nói như thế nào ngươi cũng là vì cứu ta ta hiện tại với ngươi là chung một thuyền ta sẽ không đi phương tiểu trung do do dự dự cuối cùng cũng là cắn răng nói mọi người đều là đồng hương bạn tốt gặp nạn cùng nhau gánh Tần vô song biết khuyên bọn họ không đi, khẽ cười. Vậy ở trong này, ngốc, ta phòng trường kim bất dịch không sai biệt lắm cũng sắp ra sân rồi. Phương Tiểu Trung ha ha nói, viện trưởng đại nhân hôm nay không phải đi vắng sao chứ. Hắn muốn ở nhà lúc nào, tự nhiên ở nhà lúc đó. Về thủ đoạn này của kim bất dịch, tần vô song rất rõ ràng. Của nhiên, chỉ trong chốc lát, dưới cao cấp học viện chen trúc tới, mang theo lực lượng võ trang của học viện, nghe nành mùa vuốt, đem ký túc xá của tần vô song vây quanh. Trận thế này, của thực so với truy nã trọng phạm còn long trọng hơn ba phần. Hồ Tư ngon cùng Phương Tiểu Trung nhìn thấy trận thế này, sắc mặt tái nhợt, chẳng biết ứng phó như thế nào. Tần Vô Song thất giọng nói, "Các ngươi ở trong ký túc xá không cần ra ngoài, ta đi ra ngoài phân trần." Nói xong, mở cửa, thong dong đi ra ngoài, mắt lạnh liếc nhìn Kim Bất Dịch cầm đầu, thản nhiên nói, "Viện trưởng đại nhân, ngươi không phải đi vắng sao? Đây là từ đâu chui ra vậy?" Kim Bất Dịch sắc mặt hẳng giọng, kêu lên, "Tần Vô Song, ta lần trước đã cảnh cáo ngươi không cần tài nháo sự, ngươi vẫn là đem lời của ta như gió thổi bên tai đi." Ngươi gây hấn bạn cùng trường, muốn tư đấu, còn lung tung giết người. Tổng cộng mấy cái tội danh này, dùng với mạng nhỏ của ngươi cũng bồi không đủ. Tần vô song tâm cười lạnh, ngoài miệng thông thả nói. Tư đấu, viện trưởng đại nhân, ngươi sẽ không nghĩ mấy võ đồng võ đồng viện là người mù chứ. Đây là công bình quyết đấu, mỗi người chính mắt thấy, còn có hứa đình làm trọng tài. Viện trưởng đại nhân ngươi bẻ công sự thật, rốt cuộc nhận trương ra nhiều y điều đãi, làm can. Tới rồi lúc này còn muốn nói sao, ngươi nói có người chính mắt thấy, thì tin cho gia nhân chứng đến tần vô xong ngửa mặt lên trời cười to võ đồng nhìn thấy không tới một ngàn thì cũng có tám trăm tuy tiện tìm một người đến hỏi một câu sự thật chân tướng như thế nào vừa hỏi liền biết được mấy người các người tới đây bổn viện trưởng hỏi các người trương hiển rốt cuộc là chết như thế nào vài tên võ đồng ở hiện trường xem náo nhiệt hoặc là nói mình đứng ở xa không thấy được hoặc là nói mình đi trễ một đám giả câm vờ điếc tần vô xong nhìn thấy kim bất dịch lôi kéo mấy võ đồng diễn trò, cũng chỉ cười lạnh không vội giải thích viện trưởng đại nhân ta có thể làm chứng bọn họ chính là quyết đấu cùng mình cánh cửa lại mở ra hồ tư ngôn nhịn không được nhảy ra lòng đầy căm phẫn nói phương tiểu trung cũng ở phía sau kêu lên ta cũng có thể làm chứng kim Bắc dịch hừ lạnh nói hai người các ngươi là tòng phạm còn chưa truy cứu trách nhiệm của các ngươi đâu các ngươi có tư cách gì mà làm chứng hứa đình giận nổi giận đùng đùng đi tới kêu lên viện trưởng vốn không có chuyện quyết đấu này tân vô song là ông hận trương hiển có ý định trả thù đang nói bên ngoài lại một trận ồn ào phụ thân của trương hiển cũng chính là tộc trưởng trương mậu thụy của vọng tộc trương gia mang theo rất nhiều đệ tử chạy tới hung thủ giết nhi tử của ta ở nơi nào tần vô song trầm tĩnh nhìn trương mậu thụy muốn xem một chút trò diễn này rốt cuộc diễn biến như thế nào tiểu tử quốc gia cho ta bổn thiếu gia phải quyết đấu với ngươi vì đệ đệ của ta báo thù phía sau trương mậu thụy một gã 20 tuổi đứng ra rít cao đúng là đại ca của trương hiền đến đến trương diệu một thanh niên ở lực võ cảnh thất tẳng cũng là một đời cường giả viện trưởng đại nhân chứng cớ vô cùng xác thực hạ lệnh bắt người đi hứa đình kêu lên Kim bác dịch cật cật đầu, ân, tần vô song, ngươi không có nhân chứng. Căn cứ xác thực có thể làm chứng các ngươi trong lúc đó là quyết đấu công bằng. Thì là tư đấu không thể nghi ngờ. Người đâu, bác, tần vô song ánh mắt như đào, lạnh lùng đảo qua những người này. Nhưng võ đồng này một bên nhìn náo nhiệt, làm chứng ra, bị ánh mắt tần vô song đảo qua. Mỗi người đều là không rét mà run. Bỗng dưng, tần vô song cười rộ lên, hoa trương vỗ tay nói, hay, hay lắm, quận là giang, thế nhưng không có một gã võ đồng có cốt khí, dám nói câu sự thật tần vô song ta xem như kiến thức kim bất dịch quát bắt xà môn đi bắt lại chậm đã đang lúc muốn bắt người phía sau một đạo thanh âm mờ nhạt truyền đến một võ đồng áo lam phiêu nhiên bước đến liếc hứa đình cười lạnh nói hứa đình ngươi là trọng tài chính là làm như vậy à chuyện tới mấu chốt không ngờ làm chứng cứ giả ngay cả ở quận la giang các ngươi cũng cho những người này làm điều sang bấy đạt hề dương hắn tại sao lại đến đây cái này thú vị a à? ngươi của đạt hề thể ra không ngờ lại ra mặt đúng vậy nghe khẩu khí của hắn tựa hồ rất bất mãn với hứa đình à chung quanh thì thầm nghị luận không ngừng có võ đồng áo lan đạt thế dương trước mặt không ai dám thở mạnh ra tiếng Kim bất dịch viện trưởng đồng dạng cười xoa nói đạt thế dương ngươi có lời gì muốn nói đạt thế dương sắc mặt không hờn giận lạnh lùng nói ta sợ bị người đâm ngang lưng mắng quận la giang chúng ta không người kim viện trưởng ta có thể làm chứng tần vô song cùng trương hiển xác thực là quyết đấu công bằng hứa đình là trọng tài lời này có thể làm chứng cớ ai muốn phản bác có thể đứng ra giáp mặt đối chất Kim bất dịch nghe xong lời này, há mồm cứng lưỡi, nửa ngày không thể nói nên lời. Ngay cả cha Trương Hiền đứng ở một bên nghe xong, cũng giống như bị Đạt Hề Dương đánh một gậy. Con cháu Đạt Hề thế ra, vì hàn môn con cháu tần ra làm chứng. Việc này nghe như chuyện cổ tích vậy. Phải biết rằng này Đạt Hề thế gia nắm giữ khối chiêu bài thế gia duy nhất ở cả quận La Giang. Cũng là một nhà quý tộc thượng phẩm, địa vị cách biệt, áp đảo cả quan phủ. Đạt Hề Dương này, không ngờ lại vì vì con cháu tần ra làm chứng chẳng những kim bất dịch không tin ngay cả võ đồng võ đồng viện cũng trợn mắt há mồm kim bác dịch cổ họng khô giáp miệng cưỡng nuốt nuốt nước miếng ha ha nói đạt hề dương cái này điều này là người chính mắt thấy đúng vậy đạt hề thiểu ra liên quan đến chuyện sinh tử của khuyển tử người nhất định phải theo lẽ công bằng nói á. À. trương mậu thụy tuy rằng là tộc trưởng vọng tộc ở trước mặt đạt hề dương là con cháu thế gia cũng là không dám làm càn cơ hồ là cầu xin nói đạt hề dương cười lạnh một tiếng cũng không nói gì sai người hướng ra ngoài đi thời điểm thân ảnh sắp biến mất bỗng nhiên hắn dừng lại cất cao giọng nói các người có khi nào nhìn thấy người đã Hề thế gia nói lời không cân nhắc không? Đã Hề thế gia ở quận La Giang chính là quyền uy tuyệt đối, ít tham dự việc phân tranh. Nhưng một khi nói ra, có thể nói là một lời nói ra thiên lôi đánh cũng không đổi. Hồ Tư Môn kêu lên, viện trưởng đại nhân, ngươi cũng nghe được à? Đã Hề thiếu gia nói, bọn họ là quyết đấu công bằng. Đúng vậy, võ đồng khai gia làm chứng giả nên xử lý như thế nào? Viện trưởng đại nhân người nói đi. Phương Tiểu Trung cũng nói, có một câu nói của Đạt Hề Dương khiến cho bọn họ vô cùng dũng khí, làm cho bọn họ lấy lại sức lực bình thường nhưng võ đồng sợ phiền phức đã sớm màu não hứa đình sắc mặt trướng lên như gan heo căm giận nhìn chằm chằm tần vô song trong mắt cơ hồ phun ra hỏa hừ kim bác dịch tuy rằng bị đạt hề dương chặn hỏng mất đi thế trận nhưng cũng không loạn miệng nói chuyện này cụ thể như thế nào còn đợi điều tra cẩn thận chẳng qua tần vô song tái phạm cho dù là công bình quyết đấu cũng đã phá hư tính đoàn kết ở võ đồng viện bổn viện trưởng sớm đã cảnh cáo ngươi đuổi ta ra khỏi cửa phải không tần vô song đã sớm đoán trước khoan thai hỏi lại ngươi cho là bổn viện trưởng không có quyền lực này sao chứ kim bất dịch gỡn ngực dặn chân mở ra tư thế viện trưởng phụ huynh trương hiển cũng ở đây cũng phải phô trương cho bọn hắn nhìn chứ ta biết ngươi là loại kê mau lông gà ngu ngốc ngươi cho là ta thực thích ngồi ngốc ở trong này tần vô song không phải không có ý đua cợt cười cười nói tiếp ta sở dĩ ở trong này ngốc mấy tháng là muốn có một cơ hội cho tên trương hiển ngu xuẩn đến tìm chết mà thôi kim bất dịch tức giận đến toàn thân phát run chia ngón tay hướng tần vô song ngươi 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 cái gì ngươi võ đồng viện này ta không ở lại từ giờ trở đi ta và võ đồng viện không quan hệ gì nữa kim bất dịch một lòng trung kiên hắc hắc kim bất dịch mặc dù là da mặt nạm vàng mạ bạc chỉ sợ cũng không đủ dày á nói xong đem phù hiệu võ đồng viện trước ngực giật xuống khinh miệt quang trước mặt kim bất dịch nghênh ngang mà đi hư ta cũng không ở lại không ở lại hồ tư ngôn cùng phương tiểu trung hiển nhiên cũng là ở võ đồng viện chịu đủ bực bội đều đem phù hiệu giật xuống quăng xuống đất thuận thế còn nhổ nước bọt lúc này mới đi theo tần vô xong kim bất dịch vốn là định lấy khai chiều làm uy hiếp chèn ép mấy võ đồng này không nghĩ tới này chiêu này căn bản không dùng được người ta hoàn toàn không chịu lép thậm chí ngay cả phương tiểu trung luôn luôn nhát gan khiếp nhược cứ nhiên cũng kiên quyết như vậy là thế đạo thay đổi hay là ta đã già rồi lấy tu vi hiện tại của tần vô song Võ đồng viện nho nhỏ này căn bản không gây nổi hứng thú hơn nữa trương hiển đã chết coi như là đối với tần vô song tiền nhiệm đòi một cái công đạo sao còn có thể quyền luyến nơi này giết trương hiển chỉ là nhân tiện vì tần ra một môn lập uy vãn hồi một chút tôn nghiêm các phần đông thế lực thêm thuồng cảnh báo đây mới là chủ ý của tần vô song tần vô song người ly khai võ đồng viện xem 13 ba năm rưỡi sau tại khảo nghiệm võ đồng như thế nào vượt qua kim bắt dịch nổi trận lôi đỉnh, do cục bắt chắc phong độ viện trưởng hét lên tần vô song thản nhiên sai người chậm rãi nói kim bắt dịch người kéo ra hồ cũng nên có mức độ chứ khảo nghiệm võ đồng là từ chân võ thánh địa phái người chủ trì Ngươi cho là ngay cả ta cũng không hiểu sao. Về phần ngươi, đâu có nghe nói là viện trưởng do quan phủ đặc phái. Nói trắng ra là, ngươi chính là một con chó săn cho hào môn quý tộc. Khảo nghiệm võ đồng, ngươi có thể thao túng sao? Ngươi lại có cái gì tư cách thao túng chứ? Lếp trương mậu thụy, cười lạnh nói. Ngươi ở trước mặt tộc trưởng vọng tộc, đều phải gật đầu cúi người. Cô thực khiến mặt mũi tổ tông kim gia cũng mất hết. Trương mậu thụy tới lúc này, rốt cuộc nhịn không được quát. Tần vô song, người giết con ta, còn nghĩ có thể bỏ đi nhẹ nhàng như vậy. Công bình quyết đấu, sinh tử mặc cho thiên mệnh hay là đại tộc trưởng ngươi còn xử lý võ đồng ta sao mùa nay không ta kiếm hai cái tảng đá cho ngươi lấy can đảm tần vô song mặc dù nói như thế nhưng thật muốn động thủ trương mậu thụy này hắn cũng không sợ trương mậu thụy ngẩn ngơ công nhiên giết chết một gã võ đồng hắn thật đúng là không có đảm lượng bách việt quốc luật pháp xâm nghiêm hắn có thể lách luật nhưng trương mậu thụy hắn còn xa mới đủ mạnh để công nhiên dẫm lên luật pháp một đám người ngươi nhìn ta ta nhìn người nhất thời lại tìm không thấy cái gì để nói thời khắc mấu chốt vẫn là hứa đình đứng ra khẩu khí oán độc chửi bới tần vô song ngươi cứ đi đi ta xem hàn môn tần gia còn có thể đắc ý đến bao lâu tần vô song nhìn chằm chằm hứa đình ánh mắt sâu xa phẳng phất là muốn đem hắn nhìn thấu hứa đình bị tần vô song nhìn chằm chằm như vậy giống như bị cởi hết quần áo từng đạo kim châm vô hình châm vào da thịt thập phần khó chịu trong lòng từng đợt chột dạ sống lưng chảy mồ hôi lạnh chẳng qua hắn tốt xấu gì cũng là con cháu hào môn hứa gia tuy rằng cảm thấy bối rối nhưng vẫn là cường trống không biểu hiện ra ngoài Tần vô song đột nhiên quỷ dị cười. Hứa đình, người đang sợ. Ha ha ha, rất lời, sai người phiêu nhiên rời đi. Đến lúc thân ảnh tần vô song biến mất ở đại môn. Hứa đình mới cảm giác được giải thoát cùng thoải mái. Các vị, chuyện ngày hôm nay đơn giản là bởi vì có người ham muốn cơ nghiệp tần gia mà dựng lên. Sơn không truyền thủy chuyện, chúng ta ba năm sau tái kiến. Thanh âm tần vô song như là có lực xuyên thấu sắc bén, xa xa truyền đến, đâm vào lỗ tai mỗi người. Một đám như bị điện giật, đứng ở đương trường, mây ra như phóng tần gia một môn phải một lần nữa quật khởi phải cường thế ra trận có người muốn đặt trên đầu người tác quỷ tác phúc lấy cái gì tiếp đón hắn nắm tay tổ huấn tần gia đã từng nói âm mưu nhắm vào gia sản tần gia đánh lại gấp 5 lần âm mưu chiếm đoạt địa vị tần gia đánh lại gấp 10 lần muốn tần gia một nhà đổ máu toàn lực đánh trả ngọc nát đá tan cũng không tiếc hôm nay hảo môn hứa ra cầm đầu thế lực hảo môn đến gây sự người nhà tần gia có mất tâm cũng không mất tự nhiên toàn lực mà đánh trương hiển chết chẳng những cây sóng gió lớn ở võ đồng viện mà cả quận la giang cũng giống như sấm sét giữa trời quang hắc tiểu nhị nghe gì không ở võ đồng viện có một võ đồng hàn môn đánh chết võ đồng của vọng tộc trương gia người qua đường giáp nói việc này ai có tai mà không nghe nói tới chứ ta hỏi ngươi có nghe tình hình cụ thể không người qua đường ất nói ta không có nghe ngươi có nghe hả người qua đường giáp khiêm tốn thỉnh giáo việc này nói ra dài dòng ngươi mời ta uống một chén chậm rãi kể người qua đường ất xa giá được chúng ta uống một chén đi chuyện đầu đường xó chợ như thế nhiều không kể xiết đại khái cũng đều giống nhau đen tần vô song miêu tả thành một võ đồng khổ tâm tu luyện chờ cơ hội báo thù con cháu vọng tộc trưng gia cuối cùng rửa sạch thanh danh thể hiện một cái ngạo khí hàn môn so với mấy mâu chuyện bác quái này thái độ của nạn nhân càng trực tiếp vọng tộc trưng gia có khác bọn họ khăng khăng là trương hiển không phải vì thực lực không kịp mà là bị ảm toán có con cháu đạt hề thể ra làm chứng bọn họ cũng không dám phủ định giả thuyết quyết đấu cho nên dùng từ ám toán, có thể là trong khi quyết đấu bị an toán, cũng có thể là tư đấu bị an toán. Trương Mậu Thụy thương tâm chuyện con trai chết, nói trắng ra, mưu đồ sản nghiệp to lớn của Tần gia là hảo môn hứa gia, vọng tộc Trương gia chỉ là tay chân của hứa gia thôi, nhưng hắn một bụng lửa giận, lại không có cách nào hướng hào môn hứa gia phát tiết, chỉ có thể oán hận hàn môn Tần gia. Hứa gia cũng không phải hoàn toàn không nói nhân tình, phái một gã trưởng lão đi Trương phủ phùng viếng, cẩn thận phân tích thương thế trên người Trương Hiển. Tần vô song động thủ thực thông minh, sớm có giữ lại. Một trường lúc đầu đánh trương hiển bay lên trời là mượn lực đánh lực, cũng không có dùng nội kình của mình, hơn mười quyền trí tử kia. Hắn dùng chính là đại kim cương quyền, hơn nữa lực đạo áp chế chỉ còn hai ba thành. Như vậy cùng làm dấu vết để lại, trương hiển chết chỉ là do bị một võ đồng đánh. Tộc trưởng Mậu thụy, hơn mười quyền đánh lên đầu này mới là chí mạng. Tiểu tử tần ra súng tay ngoan à, rõ ràng là muốn lấy mạng lệnh lang. Một quyền hai quyền chưa hết giận, nhìn thương thế này, ít nhất là 13-14 quyền. Nhạc trưởng lão do hở ra phải ra, xem xét xong thương thế xong thở dài nói. Trương Mậu Thụy thống khổ lắc đầu. Tiểu tử tần ra mấy tháng trước quyết đấu thực lực thua con ta rất nhiều. Mấy tháng luyện tập không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Lão Phu cũng hỏi qua hứa đỉnh oa nhi, căn cứ hắn kể. Lúc ấy hiện trường cũng không có người khác giúp đỡ. Hơn nữa hắn nhắc tới vũ kỹ của tiểu tử tần ra. Tựa hồ xác thực so với trước kia tăng lên không ít. Tộc trưởng Mậu Thụy, đó là một việc ngoài ý muốn. Tộc trưởng nhà ta kêu ta truyền một câu. Không cần bởi vì sự kiện này mà phá hủy giao tình hứa chương hai nhà. Trương Mậu Thụy nghe xong lời này, chỉ có thể nghiến chặt răng nuốt xuống, thảm tiếng nói. Việc này toàn bộ trách hàn môn tần gia, Mậu Thụy trong lòng hiểu được. Món nợ này, toàn bộ tính trên đầu bọn họ. Nhà trưởng lão mặt vô biểu tình gật gật đầu lại nói. Ý tộc trưởng nhà ta là, chuyện này trước mắt còn tương đối phức tạp, báo thù có thể hoãn lại. Vì cái gì? Trương Mậu Thụy lộ ra vẻ khó hiểu. Bởi vì con cháu đa hề thế gia đã đứng ra làm chứng. Nhạc trưởng lão trên mặt khẽ giật thận trọng nói, ai cũng không biết tần gia có hay không định bợ đa hề thế gia, cho nên muốn động thủ, phải điều tra rõ ràng chuyện này. Trương Mậu Thụy bực mình không vui, ngai nhẹ một tiếng, trong lòng căm giận bất bình, nghiến răng, nhạc trưởng lão nhắc nhở, tộc trưởng Mậu Thụy à, hiện tại cách gia tộc luận phẩm cũng bất quá là hơn 3 năm. Chỉ cần chúng ta ăn bài thỏa đáng, đến lúc đó chỉ cần đem cái danh ngạch hàn môn của tần gia chặt đi, khiến tần gia cửa nát nhà tan, có khó gì. 3 năm, nếu là như thế, ít nhất còn phải chờ 3 năm. Trương Mậu Thụy trong lòng thực không vui, để tiểu tử tần Gia sống lâu một ngày. Hắn trong lòng cũng không thoải mái á, nhưng là sắc mặt của đạt hề thế gia, ngay cả hào môn hửa gia cũng không dám không nhìn. Húng chi là vọng tộc trương gia, trong phủ đạt hề thế gia, đạt hề dương cũng bị phụ thân đạt hề Hằng kêu đi, hỏi vài câu sự tình lúc đó. Đạt Thế Dương đem chuyện mình thấy kể lại một lần, tộc trưởng Đạt Thề Hằng của Đạt Thế Thế Gia. Suy nghĩ một lát thở dài, tên tiểu tử tần gia này không đơn giản à. Ẩn nhẫn lâu như vậy, lại bùng nổ phản kích. Bởi vậy, muốn đánh thế lực tần gia cũng khó khăn. Khó xử cái gì? Hắn môn tần gia thế lực đơn bạc, tần vô song đánh chết Trương Hiền chỉ có điều là võ đồng dây dưa. Đối với đại cục căn bản vô bổ, đa thế dương dù sao tuổi nhỏ, nhưng đại cục tự nhiên không bằng phụ thân. Ha ha, nếu ngươi không ra mặt làm chứng, bọn họ tự nhiên không cần khó xử. Ngươi vừa ra mặt, thế cục liền biến đổi. Đa thế hăng thở dài, đa thế dương cắn môi suy nghĩ một lát, liền hiểu, không khỏi cười lên. Nói như vậy, ta đứng ra nói thật, lại cho tần gia mượn thế. Cũng được, hiện tại gia tộc hửa gia, phòng trừng đang nghi thần nghi quỷ. Cho rằng tần gia có thể cùng đa thầy thế gia có quan hệ. Đa thế hằng ha hả cười nói. Úc, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phải thanh minh một chút sao? Đa thế dương ban đầu chính là muốn ra mặt làm chứng. Nói câu nói thật lòng mà thôi. Đa thế hằng lắc đầu, thản nhiên nói. Thanh minh cái gì? Một khi thanh minh, Đạt thể Thế Gia chúng ta sẽ bị hạ xuống bằng với bọn họ. Coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh, chúng ta không cần cùng vọng tộc trương gia tỏ thái độ. Quý tộc thượng phẩm hưởng quý tộc thứ phẩm giải thích, căn bản không cần thiết, rất hạ thấp giá trị. Đạt hề dương có chút suy nghĩ gật gật đầu, cũng tốt, coi như cùng tần gia kết cái thiện duyên. Ta xem kia tiểu tử tần gia này mấy tháng biến hóa lớn, tần gia có thể thịnh vượng trong tay hắn cũng không chừng ta nghe nói tần gia ở trấn đông lâm danh tiếng cũng được rất được bình dân ủng hộ chính là bởi vì hắn danh tiếng rất được cho nên mới thế hệ sau không bằng thế hệ trước ở bách việt quốc muốn bồi dưỡng đạo đức cá nhân là không có khả năng duy có ở dòng nước giữ lại ý nghĩ thanh tỉnh cùng sức phán đoán mới là sinh tồn tri đạo dương nhi ngươi phải nhớ kỹ điểm này Đạt thề hằng nói lời thầm thía Đạt thề dương luôn coi phụ thân là thần tượng trực tiếp giảng dạy tự nhiên là khiêm tốn thu nhận tốt lắm ngươi đi xuống đi võ đồng viện chính là thị phi ngươi đừng chen chân nhiều quá tiếp tục bảo trì trung lập đạt hề thế ra ở quận la giang phải đứng trên tất cả quan sát những cái khác ân ừ. đạt hề dương gật đầu lập tức lại hỏi phụ thân gần đây có tin tức của đại ca không đạt hề hằng ảm đạm nắc đầu đại ca ngươi hắn nhất thời chưa tiếp nhận được tốt lắm ngươi đừng lo lắng hắn đại ca ngươi chính chắn sớm hay muộn cũng sẽ thông suốt đại ca đạt hề dương kêu nhẹ một tiếng đi ra ngoài chơi ngả về phía tây bên ngoài quận la giang tần vô song đã chạy năm vòng lớn vừa tới đến cửa thành ta thấy trước cửa thành là một gã võ đồng áo lam hai tay khoánh trước ngực thần thái thong dong mỉm cười nhìn chăm chú tần vô song nghe nói ngươi phải rời khỏi võ đồng viện đạt hè dương mở miệng trước tạm thời rời đi mà thôi không đi không được sao đạt hè dương lại hỏi vì sao tần vô song sửng sốt võ đồng viện quận la giang đã thật lâu không có người thú vị khó xuất hiện người như ngươi người đi rồi không phải càng nhàm chán sao Đạt thế Dương thản nhiên thở dài, ân, không nghĩ ở võ đồng viện còn có người thấy tần vô song ta thú vị, hiếm có, hiếm có. Nghe Đạt thế Dương nói ra, tần vô song cảm thấy khoái trá sâu sắc, không đi không được sao, khó được Đạt thế Huynh giữ lại, ba năm sau, ta sẽ trở về. Chỉ hy vọng lúc đó, con có thể cùng Đạt thế Huynh nói chuyện thoải mái với nhau như vậy. Đạt thế Dương thở dài một tiếng, biết tần vô song ý đã quyết lầm bầm nói, ngươi che giấu đủ thâm sâu, mà ta nhãn lực cũng không đủ tinh, ở chung nhiều năm như vậy. Cư nhiên gần đây mới biết bên người mình có ngọa hổ tàng long. Nói như vậy, lần trước người cùng Trương Hiển quyết đấu là khổ nhục kế. Tần vô giờ khóc giờ cười, tới địa ngục để chơi trò khổ nhục kế. Có kiểu khổ nhục kế như vậy sao chứ? Đâu bị người ta mở lớn như cái gáo, này mà kêu khổ nhục kế, cùng tự sát có cái gì khác biệt. Trong lòng cười khổ, miệng cũng ưng phò nói. Giang hồ hiểm ác, bắt đắc sĩ làm thôi. Ân ừ, như vậy, sau này sẽ gặp lại. Đạt hề dương lộ ra một nụ cười sang sảng, đột nhiên lại nói. Có lẽ, sẽ có một ngày ngươi và ta có thể cùng xuất hiện ở giữa sân khấu rộng lớn đi có lẽ tần vô song nhàn nhạt đáp một câu đột nhiên nhờ tới cái gì lại thêm một câu cảm ơn cần tạ cái gì ta chỉ là không muốn người ta nghĩ võ đồng viện quận la giang chúng ta mà không có một người có trách nhiệm tần vô song cười nói ta không phải tạ ơn ngươi làm chứng cho ta mà là tạ ơn ngươi tối đó không vạch trần ta ân ừ, tối đó người biết ta ở đó đạt thế dương ngây ngần cả người ha <laughs> ha hỏi vậy ngươi vì sao ở ngoài cửa nói ta không có chính là không muốn cho ngươi khó làm người thôi ngươi không phải trần ta ta tự cũng không đem ngươi liên lụy Đạt thế dương nhờ tới tình hình đêm đó cũng cười lên tốc độ phản kích cùng thủ đoạn của ngươi thật sự là sắc bén nhờ tới biểu tình như gặp quỷ của hứa đình ta ở trong phòng cũng là nhịn không được muốn cười may mắn ngươi không cười bằng không hứa đình tất nhiên tưởng ngươi làm Đạt thế dương khoát tay vẻ mặt không sao cả trên thực tế bọn họ đã hoài nghi chính là không dám nói ra thôi này khẩu khí này thần thái này cử chỉ đây mới là khí chất quý tộc thượng phẩm a không đem phản ứng của hào môn hứa ra đạt ở trong lòng. Cái gì cường giả vi tôn, vị cao vi tôn, biểu hiện của Đạt Hề Dương đã cho Tần Vô Song một trải nghiệm sinh động. Buổi tối ở quận La Giang vừa thông suốt hóa, Tần Vô Song chuẩn bị dạng sáng hôm sau thì xuất phát về nhà, sau đó toàn lực tu luyện. Vì gia tộc luận phẩm 3 năm sau, làm cho người ta không nghĩ đến chính là Tần Vô Song từ quận La Giang xuất phát. Một đường quay về Trấn Đông Lâm không bị ngăn trở, không gặp được nửa điểm quấy dày. Đồng hành cùng hắn là Hồ Tư Ngôn và Phương Tiểu Trung cũng thấy lạ lùng. Dọc đường đi bọn họ lo lắng đề phòng, nghĩ gia tộc Trương gia tất nhiên phải người trả thù, lại cho rằng quan phủ chắc chắn phải người truy nã. Kết quả đến danh dưới Trần Đông Lâm vẫn là an toàn không bị ngăn trở. Lúc này cách nhà cũng chỉ là hai ba mươi dặm đường, gần về đến nhà mình, an toàn càng tăng thêm. Tư ngôn ca, chúng ta hẳn là an toàn. Phương Tiểu Trung hưng phần nói, đúng vậy, xem ra quan phủ dù sao không phải hoàn toàn chịu sự cưỡng ép của quý tộc hứa gia. Trương gia, hồ tư ngôn cũng cảm thấy thoải mái. Tân vô song thầm cảm thấy buồn cười, cũng không đáp, hắc hắc, vô song người nói một chút việc này có tính là hàn môn đối kháng vọng tộc hào môn kinh điển của việc lấy yếu thắng mạnh không hồ tư ngôn thoát khỏi khốn cảnh tâm tình tốt lên không ít kinh điển cái gì tần vô song lạnh nhạt cười các người nghĩ một đường bình an trở về thật sự là quan phủ có lương tâm hoặc là hoàn toàn tỉnh ngộ theo lẽ công bằng xử lý chẳng lẽ không phải phương tiểu trung chớp mắt hỏi vô song vậy ngươi nói là chuyện gì xảy ra hồ tư ngôn đối tần vô song vẫn là tin phục chính là bốn chữ đến đến đạt hề thế gia tần vô song cánh tay dương lên hồ roi nẹn trên lưng ngựa xe ngựa đi nhanh hơn đột nhiên hắn nghĩ thấy mình có chút nhớ nhà rất muốn lập tức nhìn thấy phụ thân nhìn thấy tỷ tỷ loại cảm xúc chờ mong mà người xa quê trở về thật tuyệt vời mà kiếp trước hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua trở lại trần đông lâm ba người ở giao lộ hẹn ước rảnh rỗi đến tần gia trang làm khách lúc này mới chia tay tin tức tần vô song ở quận la giang đánh chết con cháu vọng tộc đã sớm đến trấn đông lâm cố hương tin nhảm so với quận la giang càng thêm khoa trương Tần vô song điều khiển xe ngựa đi trên đường, người qua đường dù có quen biết hay không, đều tươi cười hướng hắn tiếp đón, cũng không có người đem hắn coi là nhất giới võ đồng. Dù cho là người lúc đầu không hợp với tần gia, nhìn thấy tần vô song cũng thu hồi toàn bộ khinh miệt cùng định ý trước kia, đổi ra một bộ khuôn mặt tươi cười, cảm thụ được ánh mắt và nụ cười phức tạp, tần vô song thầm than. Này thế giới thật đúng là khách quan, không có thực lực, đến chỗ nào cũng đều bị người xem nhẹ, có thực lực, lập tức phụ lão hương thần cũng lấy độ hẳn ra. Tần Liên Sơn sớm nhận được tin tức, biết được nhi tử từ, từ quận la giang trở về vui mừng khôn xiết ở trước cửa đốt pháo nguyên đón tần tụ xa xa nhìn thấy đệ đệ chạy tới tần vô song từ trên mã xa nhảy xuống kêu lên tì ta mua cho người không ít thứ đâu nói xong từ trên mã xa ôm ra một cái hồng đóng gói tinh tế bên trong đều là son phấn trang sức xa xỉ tần tụ vui vẻ ra mặt ông lấy chán tần vô song hôn một cái khen tần vô song tì không uổng công thương ngươi lễ vật tặng phụ thân còn có tất cả gia thuộc trong nhà mỗi người đều có phần Điều này làm cho Tần Vô Song danh được vô hạn danh tiếng. Trong nhà hạ nhân mỗi người cũng khen ngợi, nói thiếu chủ nhân tiến bộ, cũng hiểu biết. Sau khi vào thành trong học tập, biên hóa gây gớm thật. Tần Gia Trang giữa trưa hô mầy đái tiệc lớn để chúc mừng Tần Vô Song chiến thắng trở về. Chuyện đánh chết Trương Hiển, Tần Liên Sơn không có trách cứ nhi tử, cũng không có tỏ vẻ đặc biệt vui vẻ. Nhưng lúc yến hội, giơ tay nhấc chân, đúng là có thể trông thấy. Tần Liên Sơn trong lòng kích động cùng vui sướng. Hắn vui sướng và hạnh phúc không phải không có lý trong cái thế giới kẻ mạnh thì thắng xa giao đều là giả duy chỉ có đem địch nhân đánh bại mới là thật đứa con biết gì rồi sao đó dũng té ngã chỗ nào thì từ đó đứng lên loại phản kích này loại khoái ý có thủ tất trả này mới là tối hữu lực là tốt nhất gia tộc tần gia nghẹn khuất gần trăm năm bao lâu rồi không có lấy lại thể diện tần vô sau một trận chiến lấy lại khí thế lấy lại tôn nghiêm tần gia cương hào ác bá ở trấn đông lâm cũng đều phái đại biểu đến chúc mừng tiểu tử tần gia quyết đấu giết chết con cháu vọng tộc mặc kệ nói như thế nào đều là kiêu ngạo của trấn đông lâm sau khi yến hội tan tần liên sơn một nhà ba người mới có cơ hội tụ cùng một chỗ nói chuyện diễn ra mấy tháng qua tần vô Song cũng không còn nói tỉ mỉ chỉ nói mình bị trương hiển khiêu khích rồi đánh nhau giết chết hắn tần tụ sau khi nghe xong nhiệt huyết sôi trào chụp tay được đệ đệ trận này đang đánh gặp phụ thân đang mỉm cười tần tụ không khỏi hỏi phụ thân cảm thấy được đệ đệ đánh trận này chưa đủ chút giận sao chứ chút giận là chút giận nhưng vô song nói cho cùng hết thầy con phải nhìn về phía trước một gã trương hiển không phải uy hiếp lớn nhất của tần gia chúng ta tuy nói như thế nhưng tần liên sơn nội tâm vui sướng kỳ thật đã tràn ra không kiềm được con cháu hàn môn quyết đầu đánh chết con cháu vọng tộc như thế nào cũng là mẫu mực lấy yếu thắng cường tần vô song cười nhạt phụ thân trước khi ta đi võ đồng viện đã từng đáp ứng ngươi có cái nên làm có cái không nên làm giết trương hiển đó là cái nên làm hơn nữa đó là việc phải làm tần liên sơn lúc ấy cũng không biết nhi tử có tính toán này lúc này hồi tưởng lại giật mình nói nguyên lai like, vô song ngươi sớm có ý định ân chẳng qua trương hiển chết chỉ là bắt đầu căng tàn khốc còn ở phía sau tần liên sơn biểu tình lập tức nghiêm túc gật đầu trầm ngâm nói đúng vậy những hào môn vọng tộc này đối cơ nghiệp tần gia chúng ta chắc là chưa hết hy vọng chưa từ bỏ ý định vậy thử xem bọn họ lập mưu chiến gia nghiệp chúng ta chẳng lẽ chúng ta cũng không có thể lập mưu lấy của bọn họ một chút gì sao chứ tân vô song thích ý duỗi lưng đứng lên lấy một cái bánh bao bỏ vào miệng nói thầm nói phụ thân tỷ tỷ ta đi luyện công tân liên sơn nhìn nhi tử đi ra trong mắt tràn đầy vui mừng đứng lên cười nói tụ nhi người dọn dẹp vi phụ ra ngoài một chuyến trong tổ đường tần liên sơn cung kính đốt chín nén hương thấp giọng nói tổ tông linh thiêng con cháu nhất mạch tần gia ta không có làm nhục thể diện tổ tiên vô song lần trước quyết đấu thất bại lúc này đã lập tức mang thắng lợi trở về liệt tổ liệt tông tại thượng nếu ta hàn môn tần gia hưng thịnh tất cả tái kiếp tần liên sơn dốc hết sức cảnh vác tất cả ơn trạch con ta vô song sẽ nhận lấy trở lại cố hương chuyện ăn uống hàng ngày của tần vô song đều có tỷ tỷ tần tủ chiếu cố lại không có nhiều chuyện thị phi như ở võ đồng viện bởi vậy càng thêm chuyên chú một lòng vui đầu và tu luyện một ngày luyện một ngày thành công một ngày không luyện mười ngày thả lỏng lâu luyện vì công cả đời lơ lỏng chuyện luyện công không thể có nửa ngày qua loa đông lâm trấn dựa lưng vào đại thương sơn chỗ dựa vững chắc dài ngàn dặm thương sơn này chính là khởi thủy quan trọng cho cuộc sống của trấn đông lâm nói thật tần vô song cảm thấy được luyện công ở thương sơn so với võ đồng viện thích hợp hơn gấp trăm lần Bất luận trời đông giá rét hè nóng bức không hỏi ngày hè nắng trói trăng hay là mùa đông trắng như tuyết mỗi ngày kiên trì không ngừng leo lên ngọn núi cao và hiểm trở nhất trong đại thương sơn là môn học bắt buộc của tần vô song trên sơn đạo dốc đứng đại thương sơn tần vô song bước chân rắn chắc dọc theo sơn đạo không ngừng tiến lên lúc này trên hai chân là hai khối thiết 120 cân mặc dù như thế vẫn là đi như bay tốc độ chút không thua vận vợ nhu vượt núi lấy sơn đạo dốc đứng ở đại thương sơn làm thách thức chẳng sợ bầu trời đổ nắng hắn cũng tuyệt không buông lòng một lần trở lại trấn đông lâm tần vô song có loại cảm giác như cá gặp nước cường độ tu luyện cũng tăng không ít có đại thương sơn ngàn dặm làm chỗ tu luyện hắn có thể phòng túng rồi cảnh ngộ ở võ đồng viện khiến tần vô song càng thêm cảm nhận được sự thật tàn khốc ở thế giới này tuy rằng chuyện trương hiền chỉ gây cho hắn gợn sóng nhỏ trên cơ bản không có ảnh hưởng gì chẳng qua trong việc này cũng có thể nhìn ra hắn môn tần gia cùng quý tộc khác có tranh lệch loại này tranh lệch như thế nào bù lại cũng là gánh nặng sau khi hiểu được sự tranh lệch tần vô song đối việc phụ thân lo lắng gia tộc rơi vào tay giặc cũng càng hiểu hơn thái độ làm con, cao nhất là hiếu thuận kính nhường. Đạo lý này, tần vô song kiếp trước không có lính hội, cả đời này đã có nhận thức mới. Hiếu với phụ thân, kính với tỷ tỷ, đối với hắn mà nói, đã không hề mơ hồ, ngược lại ngày càng rõ ràng. Hơn nữa gia đình đang gặp chuyện, mình nếu không gánh vác gia tộc trên vai. Bốn năm sau gia tộc luận phẩm, mất đi cái danh ngạch hàn môn là chuyện tất nhiên. Một khi mất đi cái danh ngạch hàn môn, liền bị xóa tên khỏi danh sách quý tộc. Tần gia hừng lấy, tuyệt đối là tai vạ, hắn là người nối nghiệp Tần gia, cũng tuyệt đối phải gặp vạ lây, nghĩ vậy, Tần Vô Song càng kiên định, nhất định phải nghĩ biện pháp giữ gìn gia tộc Tần gia, vì chính mình, cũng vì phụ thân khả kính, tỷ tỷ đáng yêu. Đương nhiên, hiện nay, nhiệm vụ hàng đầu là chăm chỉ luyện công, điều này làm cho hắn nhớ tới một câu cách ngôn kiếp trước đến đến sĩ phải có ý chí kiên định. Những lời này là kiếp trước lão đầu dạy hắn Vũ Kỹ thường lấy để khuyến khích hắn. Theo lão đầu nói là đệ tử Khổng Tử đã từng làm theo tần vô song không quan tâm rốt cuộc những lời này là ai nói nhưng là hắn nghe qua lạo đầu giải thích lập tức liền thích câu cổ huấn có chút nhò nhã này quân tử phải có chí hướng rộng lớn đổi cách nói chính là muốn khuyên người ta sống trên đời cần phải có chính nguyện cao xa không thể thỏa mãn với sự bình thường theo tần vô song hiểu mình sống lại ở thế giới này cũng không có khổng tử cũng không có nho gia học thuyết chỉ nhìn trình độ phát triển xã hội một cách đơn thuần căn bản không thể phán đoán vào triều đại nào thậm chí cũng có thể không tồn tại trên địa cầu Duy nhất có thể xác định chính là nhân loại ở thế giới này sinh ra năng lực rất mạnh. Nghe phụ thân Tần Liên Sơn nói, chỉ riêng Bách Việt Quốc dân cư đã có bảy tám triệu. Con số này khiến Tần vô song giật mình, hồi tưởng lại dòng lịch sử của thế giới của mình. Vào lúc Hưng Thịnh phát triển nhất, dân cư cũng xa mới đạt tới một nửa của bảy tám triệu. Hùng chi này thế giới còn theo đuổi vụ dũng, theo đuổi cách dùng võ lực giải quyết vấn đề, khó tránh khỏi chết rất nhiều. Con người rốt cuộc là như thế nào sinh sôi nảy nở? Thật đúng là có rất nhiều chuyện thú vị, đáng giá để mình tìm tòi à hiểu biết càng nhiều càng thấy nhãn giới thật sự còn rất hẹp điều này làm cho tần vô song có thêm động lực trong lòng dâng lên một ý muốn thôi thúc phải đi ra ngoài xem thử kiếp trước vô tinh hạ ở cổ võ giới đã là vô địch đương thời mà đỉnh phong ở đời này lại là cảnh giới gì nghị lực trời sinh không chịu thua ở tần vô song chuyển động một khi kiếp trước đã có thể đạt được võ đạo đỉnh phong mà kiếp này không khí luyện võ nhiều hơn thì có lý do gì mà không toàn lực đi đọ sức một lần hồ tư ngon cùng phương tiểu chung gần đây sống không tốt lắm không giống tần vô song, bọn họ rời võ đồng viện cũng không có mang theo công lao trở về. Nói trắng ra là chính là vận làm nền cho tần vô song. Nhất là hồ tư ngôn, Trấn Đông Lâm có hai nhà quý tộc hồ gia, tần gia đều là hàn môn. Nói trắng ra là có tâm cùng tần gia so bỉ. Phương Tiểu Trung là người cùng học với Hồ Tư Ngôn, là ba con xa của Hồ Gia. Ở Trấn Đông Lâm cảm dễ, tuy rằng của cái coi như giàu có, nhưng chỉ là bình dân, không có danh ngạch quý tộc. Cho nên địa vị hắn ở võ đồng viện có thể nói là thấp nhất, cũng là bị người khác xem thường nhất điều này cũng dưỡng hắn thành tác phong nhát gan sợ phiền phức nếu không có hồ tư ngôn che chở hắn phương tiểu trung ở võ đồng viện vốn không sống yên bị phụ thân tộc trưởng chửi rủa vài ngày hồ tư ngôn mới đầu một cổ nhiệt huyết hào hùng cũng nguội đi không ít lắm lại chính mình có phải là quá xúc động nhưng là hắn cũng biết mình ở lại võ đồng viện cũng không có ngày lành hôm nay phương tiểu trung lén chạy tới nhà hồ tư ngôn hai người nháy mắt với nhau trao đổi một trận ngâm hiểu ra cửa thẳng đến tần gia trang sau khi tôi học ở võ đồng viện, hai người đã đã xem Tần Vô Song như nhân vật trung tâm của nhóm. Tới Tần Gia Trang, biết được Tần Vô Song sớm xuất môn đi Đại Thương Sơn. Hai người không được gì, nghĩ thế rồi. Đang định rời khỏi thì đột nhiên Tần Tụ từ trong trang đi tới, cười nói. Hồ Tư Môn, Phương Tiểu Trung, như thế nào đến đây? Hai người này đều biết Tần Tụ cũng hô. Tần Tụ tỷ vào trang viên ngồi một chút đi, tới giờ rồi, Vô Song cũng sắp về. Tần Tụ mỉm cười đưa bọn họ vào trang viên. Hai người ở trước mặt Tần Tụ có điểm thận trọng. Tần tụ không phân trần, một tay lôi kéo bọn họ vào trang viên, phân phó hạ nhân chuẩn bị chút điểm tâm cùng thức ăn. Đông Lâm trấn tần gia sản nghiệp hùng hậu, hạng nhất ở trấn Đông Lâm. Ngay cả hào môn hứa gia của quận La Giang cũng đố kỵ sản nghiệp của bọn họ, có thể thấy được gia nghiệp này to lớn thế nào. Điểm tâm mang lên đến, rất nhiều món ngay cả hồ tư ngôn cũng rất ít được ăn. Tần tụ hô, nhanh ăn đi, người một nhà cả, ta còn có chút việc hỏi các người. Hai người thấy tần tụ thân thiết, bỏ đi chút gỏ bó. Tần tụ câu được câu không, hỏi bọn họ tình hình ở võ đồng viện. Hai người một bên đáp, vừa ăn, cùng tần tụ dần dần tán gẫu, tâm tình thiếu niên chậm rãi hiển lộ. Nhất là Phương Tiểu Trung, biết tần tụ tỷ muốn nghe khẳng định là chuyện tần vô song, mặt mày hớn hở, thao thao không dứt, nhất là khúc tần vô song đấu trương hiển, trải qua gia công, nói được vô cùng kỳ diệu. Tần tụ một bên cười, một bên hỏi, rất là vui vẻ, đang nói nhiệt, thanh âm tần vô song từ trang ngoại vang lên. Phương Tiểu Trung, một thời gian không gặp, bản lính khoang lác cũng lên không ít à nghe được tiếng tần vô song hồ tư ngôn cùng phương tiểu trung cũng đứng lên tần vô song đi vào trang viên cười nói các ngươi về nhà khẳng định đã nghe chửi không ít đi hồ tư ngôn hắc hắc cười phương tiểu trung liên tục chà sát tay đều là bội phục tần vô song liệu sự như thần tốt lắm vô song đã về rồi ba người các ngươi cùng đi chơi đi tần tụ biết bọn họ thiếu niên gặp nhau có nhiều chuyện muốn nói mỉm cười rời đi vô song nghe tần tụ nói người mỗi ngày rất sớm phải trèo lên đại thương sơn Hồ Tư Môn hỏi, ân, trẻ không cố gắng, về già bi thương, các người có ý định gì không? Tần vô song nhìn ra được, hai người từ võ đồng viện trở về còn chưa thích ứng được. Chỉ có thể ở nhà làm chút huấn luyện cơ bản, chỉ tiếc chúng ta là hàn môn. Trình độ võ học gia đình quá thấp, Hồ Tư Môn cảm khái nói, phương tiểu trung chớp ánh mắt. Vô song ca, người đánh chết Trương Hiển, rất lợi hại. Ở võ đồng viện ta xem phương thức huấn luyện của ngươi cũng không bình thường. Không bằng để chúng ta đi theo người tập luyện tần vô song trầm ngâm không nói hồ tư ngôn cũng là vẻ mặt chờ đợi vô song mang bọn ta cùng đi thế nào tần vô song cười nói phương pháp của ta không thích hợp với các người nếu các người xác thực muốn học ta lập cho các người các cách phù hợp chỉ cần kiên trì ba năm sau khảo nghiệm võ đồng thành tích khẳng định sẽ không kém tại sao phương pháp của vô song ca không thích hợp với chúng ta phương tiểu trung nghĩ thấy rất kỳ quái hồ tư ngôn có chút suy nghĩ ngu ngốc Tần vô song tu vi so với chúng ta cao hơn, chúng ta đi theo hắn, sẽ cản trở. Quan sát tỉ mỉ hai người, tần vô song lập tức cho bọn hắn một kế hoạch tu luyện, kêu bọn họ theo kế hoạch chấp hành một năm. Nhớ kỹ, tu luyện quý ở kiên trì bền bỉ, mỗi ngày có định mức phải hoàn thành. Nếu có một ngày chậm trễ, một năm sau cũng đừng tới tìm ta. Tần vô song đối chuyện tu luyện, thập phần nghiêm túc, tuyệt không cho phép có nửa điểm qua loa. Hai người có được kế hoạch tu luyện, vô cùng cao hứng. Sau 3 tháng, hai người cư nhiên phát hiện thực lực rõ ràng nâng cao, cơ năng khác trên thân thể cũng tăng lên rõ rệt. Bởi vậy, bọn họ càng không dám lười biếng, 9 tháng tiếp theo, vô luận hắn thử kiên trì không ngừng. Tộc trưởng lão cha của Hồ Tư Ngôn thấy hắn cả ngày cùng Phương Tiểu Trung ở cùng một chỗ, mới đầu nghĩ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sau lại thấy hai tiểu tử mỗi ngày làm nhiều trò như vậy, cũng không có mãnh liệt phản đối. Nửa năm sau, hắn rõ ràng phát giác nghi tử thay đổi, gọi Hồ Tư Ngôn tới để hỏi đến tột cùng cầm trong tay kế hoạch tu luyện cảm thấy kỳ quái nghe nói là tần vô song cho bọn hắn hắn môn hổ gia tộc trưởng ngây người một trận thật lâu sau mới nói này tiểu tử tần gia không đơn giản à là vậy thôi bằng không tại sao có thể đem trương hiển đánh chết hồ tư ngôn than thở nói ân ngươi về sau qua lại với hắn nhiều một chút cũng không phải không thể hồ tư ngôn thấy phụ thân không hề của trách ngược lại cổ vũ mình kết giao với tần vô song cảm thấy hưng phấn gật đầu lia lịa chạy ra ngoài một năm qua đi Hồ Tư Ngôn cùng Phương Tiểu Trung hai người thay đổi khiến người bên cạnh cảm thấy đáng mừng. Hôm nay, hai người lại đi tần gia trang tìm tần vô song, tần vô song gặp hai người mặt mày hớn hở. Bộ dáng thức thỏa mãn, cũng không nói cái gì cười cười. Ngày mai giờ dần, cùng ta đi đại thương sơn. Hai người nghe tần vô song nói nguyện ý dẫn bọn hắn cùng nhau luyện tập, gieo hò một tiếng. Chạy nhanh về chuẩn bị, quá giờ xử, hai người hăng hái đi tới tần gia trang. Tần vô song cũng đã ở ngoài cửa, thấy hai người tới đúng giờ, gật gật đầu. Xuất phát, nhớ kỹ, Nhất định phải theo sát ta, ai tụt lại phía sau là ta bỏ đấy. Mới 30 dặm đầu, ba người cũng thực nhẹ nhàng. Phương Tiểu Trung còn nói nói cười cười cùng Hồ Tư Ngôn, 60 dặm, cũng không thấy gì, chỉ thấy thở gấp một chút. Qua 100 dặm, Phương Tiểu Trung đã muốn bắt đầu thở dồn dập, kiên trì thêm 20 dặm, ngay cả Hồ Tư Ngôn cũng bắt đầu thở gấp. Hai chân cơ hồ giống như quán duyên giống nhau. Lại nhìn Tần Vô Song, thân thanh khí định, mỉm cười nhìn bọn họ, cũng không nói gì. Nụ cười này khiến Hồ Tư Ngôn cùng Phương Tiểu Trung định mở miệng xin nghỉ ngơi một chút cũng nuốt xuống lại. Kiên trì, liều mạng đi theo sau Tần Vô Song, không cho khoảng cách tăng xa, thật vất vả, lại kiên trì thêm 40 dặm, Tần Vô Song cướp bộ rốt cục dừng lại. Này hai người toàn thân bùn rủn, ngược giống như bị cự thạch đè nặng, hít thở không thông, sắc mặt trắng nhợt, tứ chi cơ hồ phát run. Thế nào, xem thừa 160 dặm sơn đạo sao? Tần Vô Song sắc mặt hồng nhuận, hô hồ hấp mềm mại, con đường này là định mức Tần Vô Song đặt ra cho mình. Sơn đạo dọc theo đại thương sơn không ngừng xoay quanh chạy vòng, xoắn ốc lên đến đỉnh núi. Đường núi 160 dặm, tiêu phí thể lực cùng sức của đôi bàn chân, đất bằng ít nhất gấp 2 gấp 3. Thật vất vả, Hồ Tư Ngôn thở hồn hển một hơi, thở dài. Ngươi cho chúng ta quy định cùng kế hoạch, chạy quanh Trấn Đông Lâm 10 vòng, cũng hơn 100 dặm. Chúng ta bình thường chạy, cũng không có thể quá mệt. Đường núi thì lại không giống á. Phương Tiểu chúng lúc này cũng lấy lại tinh thần, hưng phần nói. Hoàn hảo, chúng ta không có tụt lại phía sau, không có bị loại. Vô song ca, chúng ta hiện tại nhanh tiếp cận trình độ của ngươi đi. Tần vô song cười cười, không nói gì. Hồ Tư Ngôn lại phẳng phất phát hiện điều gì, cẩn thận nhìn mấy dấu chân trên mặt đất. Hắn như thế nào lại thấy dấu chân của tần vô song trên đất sâu hơn của họ? Vô song, dấu chân của ngươi vì sao sâu như vậy? Đúng rồi, ngươi cột gì trên chân đấy hả? Vì tò mò, kéo ống quần tần vô song lên, phát hiện trên chân cột mấy cục sắt. Vật này được làm từ sắt, phân lượng rất nặng, trên mỗi chân cột ba cục. Hồ Tư Ngôn cùng Phương Tiểu Trung hai mắt nhìn nhau, ban đầu nghĩ rằng trải qua một năm đặc huấn, sẽ có thể giúp ngắn chênh lệch với Tần Vô Song, hiện tại xem ra khoảng cách lại càng xa. Từ hôm nay trở đi, các người mỗi ngày đều đi đường này, kiên trì một năm. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu, ta cho mỗi người các người một bộ công kích phú kỹ. Tần Vô Song kiếp trước là võ học đại tông sư, tự nhiên biết cách dạy nhân tài. Hồ Tư Ngôn cùng Phương Tiểu Trung chiếu thức bất đồng, một cái công chính, một cái linh hoạt. Cho nên luyện tập kỹ năng công kích cũng tự nhiên bất đồng của hồ tư ngôn là thập bát bàn uy thế hùng mãnh thiên về cương dương mà phương tiểu trung thì dạy một bộ linh xà bác theo đuổi tinh xảo giáo hoạt thấy hai người hiện tại cách giai đoạn tu luyện kỹ năng cao thâm còn xa tần vô song đương nhiên sẽ không nung chiều cách khảo nghiệm võ đồng còn hai năm mình có thể dẫn bọn hắn nhất tẳng đường thì làm vậy đi tốt xấu gì cũng là một hồi đồng hương cũng coi như đã từng cùng qua hoạn nạn lan cho bọn họ ở khảo nghiệm võ đồng thể hiện nổi bật quang tông diệu tổ coi như là không làm phụ lòng giao tình này thời gian thông thả trôi bất giác Tần Vô Song trở lại Trấn Đông Lâm đã 2 năm, hắn bây giờ cũng đã 15 tuổi, còn kém một năm dưới nữa là tới khảo nghiệm võ đồng, gia tộc luận phẩm cũng sắp tới, hết thầy tiểu thi đại thi phải tùy theo mà đến. Khảo nghiệm võ đồng hiện tại đối với Tần Vô Song mà nói, đã không đáng nhắc tới, hắn đang lo lắng nhiều nhất cũng là gia tộc luận phẩm 20 năm một lần kia, lấy Tần gia hiện tại người ít, thực lực không đông đảo, nhìn trong chọc vào cái danh ngạch hàn môn của Tần gia bọn họ khẳng định không ít, Tần gia trước kia là hào môn, lưu lại sản nghiệp rất lớn, để hào môn cũng phải ghen tị. Như vậy một khối thịt béo, người ta không nghĩ đến mới là lạ. Hắn quyết định tăng thêm giờ luyện tập, còn một năm rưỡi nữa, thời gian gấp gáp a. À. Hôm nay sau khi dùng cơm trưa, Tần vô xong đi vào hậu viện, lấy một cái chảo lớn, phía dưới chất củi đốt, sau đó chạy đến xưởng ép dầu Tần gia, lấy hai thùng dầu bự, một tay cầm đồng tiền, một tay cầm mũ múc dầu đồ vào giữa lỗ nhỏ của đồng tiền chảy vào trong chảo. Tần vô xong, ngươi đây là làm cái gì? Tần Liên Sơn khó hiểu, luyện công. Tần vô song cũng không để ý, theo bản năng trả lời một câu. Tần liên sơn ngay người một lát, liền hiểu. Nhìn như từ một tay đổ dầu, một tay cầm đồng tiền vừa nhìn thấy thực thô thiển. Nhìn kỹ hơn, mới biết được học vấn cao thâm. Việc rót dầu qua lỗ nhỏ mà không để tràn một giọt nào đòi hỏi thị lực. Thủ lực cùng với sự chịu đựng đều phải cao. Nếu chỉ một hai phút, có lẽ người luyện võ thấy không có gì vấn đề. Nhưng ở đây hai thùng dầu bự phải rót vào cái chảo thông qua qua lỗ nhỏ trên đồng tiền kia. Không có khả năng làm xong trong một canh giờ. Mấu chốt chính là phía dưới còn có củ lửa đốt cả người đứng gần như vậy chỉ xét độ nóng cũng đủ uống một bình nước lớn rồi phương thức luyện công như vậy tần liên sơn đừng nói là biết mà ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua một phút đồng hồ hai phút một khắc rất nhanh hai khắc trôi qua tần liên sơn lộ ra nụ cười vui mừng hắn nhìn nãy giờ phát hiện nhi tử kiên trì thời gian dài như vậy ngay cả ánh mắt cũng chưa nháy một lần tay cũng không run rẩy nửa phần từng muỗng từng muỗng dầu theo lỗ nhỏ rơi xuống chảo định lực tần liên sơn hắn thân là cao thủ chân vó cảnh nhất tảng cũng tự hỏi không có mấy phần có thể làm được liền vào lúc này tần vô song hai tay nhẹ nhàng động một chút lỗ nhỏ lệch đi một giọt dầu rớt trên mặt đồng tiền ai tần vô song hơi có chút tiếc núi thở dài đem đồng tiền ném vào chảo đang nóng mới hai khắc biện pháp luyện công này ở kiếp trước tần vô song trước 20 tuổi đều luyện mỗi ngày cảnh giới cao nhất có thể kiên trì từ 3 đến 6 canh giờ hào tiểu tử chiêu thức ấy ai, ai dạy ngươi tần liên sơn khoái trá đi tới tần vô song đem toàn bộ dầu còn lại đều rót hết vào trong chảo bên trong không ngừng thêm củi đốt buổi tối nằm mơ một lão đầu tử dạy ta ha ha tần liên sơn đã quen nghe nhi tử nói đùa cũng không để ý lại hỏi còn thêm củ lửa làm gì chứ luyện công tần vô song nói xong dầu đã nóng sủi bọt từ trong lòng ngực tìm mấy đồng tiền giống vậy chính là trong đó có một đồng màu đậm hơn một ít vươn nhẹ tay toàn bộ ném vào trong nồi hắc hắc phụ thân cho ngươi trong thời gian mười nhịp thở có thể lấy đồng tiền đậm màu hơn ra không tần vô song cười hỏi cái này không khó tần liên sơn kéo tay áo xem xét tìm vị trí đồng tiền nhưng là dầu sôi nổi bọt trắng, sao có thể xem được vị trí? Nhờ khi đó, chỉ có một lần cơ hội, Tần Vô Song cười tùng tìm nói. Tần Liên Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, vì phụ sợ là không nắm chắc, phụ thân chuyên tâm không bằng ta. Tần Vô Song thở dài, lúc đồng tiền rơi xuống ngươi không nghe phương vị, không lưu ý chúng rớt ở hướng nào. Đương nhiên phán đoán không được, xem ta đây, một tay tìm tòi, hai ngón tay kẹt xuống, từ trong chảo nóng kẹt ra một đồng tiền. Rõ ràng chính là đồng tiền sẫm màu đó. Tần Liên Sơn trận mắt há mồm, nhịn không được vỗ tay tán dương. Rồi, Tần vô song, vi phụ nhìn ngươi về nhà 2 năm, tu luyện dị thường khắc khổ chăm chỉ. Hiện tại xem ra hiệu quả rõ rệt à? Năm sau khảo nghiệm võ đồng, có khát vọng gì? Phụ thân đối ta khát vọng có gì? Tần vô song cười hỏi, ha ha, vi phụ đối với ngươi kỳ vọng là bảo lục đẳng, tranh thất đẳng, cố gắng tranh thủ tiến vào thượng phẩm. Nếu có thể đi vào thượng phẩm trong khảo nghiệm võ đồng, tương lai thành tựu khẳng định sẽ trên vi phụ. Tần liên sơn là chân võ cảnh nhất đẳng, cho nên thực chờ mong nhi tử có thể vượt qua mình. Võ đồng thượng phẩm sao? Tần Vô Song cười cười, phụ thân cấp cho mình mục tiêu chỉ ở lớp giữa trung bình. Mục tiêu này đối với Tần Vô Song hiện tại mà nói, tuyệt đối là một bữa ăn sáng. Đương nhiên, chiến đấu chân chính còn ở phía trước. Hắn cũng không muốn đem tất cả thực lực bộc lộ ra, kia không thể nghi ngờ là cử chỉ không khôn ngoan, chỉ tổ chức thêm phiền toái. Một con cháu hàn môn quá giỏi, cũng không phải chuyện tốt. Nhất là hiện tại có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chăm khối thịt béo tần gia này. Muốn rèn sát cần đập đúng chỗ, này đạo lý, tần vô song rất biết. Cái gọi là khảo nghiệm võ đồng, kỳ thật chính là cuộc thi kiểm tra các võ đồng tới 16 tuổi. Có thể nói là cuộc thi quan trọng đầu tiên trong đời võ giả, nội dung dườm ra, tính chất thập phần quan trọng, thành tích đạt được ở khảo nghiệm võ đồng, cơ hồ quyết định tiền đồ tu luyện cả đời võ giả. Võ đồng cũng chia cửu đẳng, vừa đến tam đẳng là thứ phẩm, từ đến lục đẳng là trung phẩm, chỉ có ngoài lục đẳng thất đến cửu, Mời tính thượng phẩm. Một khi được đánh giá là võ đồng thượng phẩm, tiến vào lực võ cảnh có thể nói là nước chảy thành sông. phạm là võ đồng thượng phẩm, đến cuối cùng phần lớn đều có thể luyện đến ít nhất chân võ cảnh tứ đẳng tần liên sơn đưa ra mục tiêu thượng phẩm kỳ thật là đã ước lượng đến sự biến hóa quỷ dị gần đây của nhi tử nếu không một con cháu hàn môn nghi muốn đạt tới cảnh giới võ đồng thượng phẩm gần như là nói chuyện viển vông thông thường võ đồng thượng phẩm đều thuộc về con cháu đại phiệt thế gia từ khi sinh ra đã thử qua các loại phương thức đại bổ lại có minh sư chỉ dạy mới có khả năng đạt tới nhưng mà điều kiện tần ra minh sư là không có khả năng mời được người tốt tan dựng đại bổ cũng trên cơ bản không có khả năng đạt được nói đến gia tộc tần gia cũng là có chút võ điển gia tộc truyền lại dù sao tổ tiên cũng từng là hảo môn cũng có vài võ điển cao cấp nhưng là đại bộ phận bởi vì vài nguyên nhân đặc thù đã đánh mất rất ít được truyền xuống tần liên sơn có ít thiên phú cũng tu luyện không được cho nên hắn là thực hy vọng con trai tương lai có thể sử dụng chuyện lấy dầu luyện công được phụ thân cho phép tạo điều kiện từ nay về sau ngày qua ngày trở thành môn bắt buộc sau mỗi bữa cơm trưa của tần vô xong hắn hành động biên cuồng khiến trung nghĩa nhân sĩ tần gia người phụ trách xưởng ép dầu thủy bá thức tức giận nghĩ thấy đây là lãng phí dầu. Vài lần tìm tần liên sơn cam đoan, cho thấy mình tuyệt không có lấy dầu của ông chủ. xưởng ép dầu mỗi tháng cho ra ít dầu như vậy, đều là thiếu chủ nhân lấy rồi. Tần liên sơn dĩ nhiên sẽ không cùng hạ nhân so đo mấy cái này, cười nói. Thủy bá, ngươi theo tần gia ta vài chục năm nay, lòng trung thành của ngươi ta chẳng lẽ không rõ sao? An tâm công tác, lương tháng cho ngươi thêm ba phần. Ta biết tôn tử của ngươi cũng không nhỏ, chắc là đã tới tuổi biết sai tiền rồi nhỉ. Thủy bá mang ơn, thiên ân vạn tạ đi ra trên đường nhắc mãi gặp được ông chủ như vậy thật sự là may mắn hy vọng ông trời phù hộ tần gia số mệnh đại đại truyền tần vô song dùng phương pháp luyện công cổ quái như vậy người trong nhà cũng không nói gì lọt vào tai người ngoài phong vị cũng khẩn trương có người khó tránh khỏi giọng mỉa mai nói tần gia bại gia chi tử một ngày phải lãng phí mấy chục cân dầu tốt việc này một truyền mười mười truyền trăm không đến nửa tháng truyền tới quận la giang tần vô song đối với lời đồn đại cười nhạo của người ngoài căn bản không để trong lòng mỗi ngày vẫn là kiên trì thực hiện chỉ tiêu mình đề ra tu luyện không ngừng tiến triển, đôi thế giới này không ngừng hòa hợp. Sau hơn một năm cảm giác chờ mong gia tộc luận phẩm cũng ngày càng tăng. Đó chính là bước thăng đầu tiên để cho hắn tại thế giới này leo lên vị trí võ đạo đỉnh phong. Tuyệt đối không để mất, Hồ Tư ngon cùng Phương Tiểu Trung đi theo lộ trình của Tần Vô Song cũng là kiên trì không ngừng. Một năm sau, 160 dặm sơn đạo, dần dần cũng đã chẳng còn gian nan. Hai người theo Tần Vô Song học vũ kỹ, về nhà thao luyện, khiến mọi người ngạc nhiên dữ dội. hoảng hốt vội vàng đi đóng cửa, sau đó thông suốt dặn dò không cần phải tuyên truyền chuyện này ra bên ngoài học vũ kỹ của gia tộc khác nếu truyền ra ngoài không bị người ta cười dụng rằng mới là lạ hồ tư ngô lại nói không có gì đâu tần vô song nói đây là vũ kỹ công kích bình thường vốn chính là trao đổi cho nhau dùng mà thôi lời này khiến phụ thân tộc trưởng hắn lại muốn rớt cằm nửa ngày nói không nên lời cái tên tiểu từ tần gia này bị con cháu vọng tộc trương gia đánh một cái thật sự thông suốt như thế nào càng ngày càng yêu dị nhìn thần thái của nhi tử coi như đã trở thành người sùng bái siêu cấp của người ta rồi hắn hiện tại càng ngày càng hoài nghi sớm hay muộn có một ngày mình có thể hay không cũng gia nhập hàng ngũ của con hôm nay hồ tư ngôn cùng phương tiểu chung một đường trèo lên bọn họ đi đến cuối đường đây là một đám rừng phi thường bí ẩn ở cao phía trên bình dân bình thường căn bản vô lực đến đây hai người nhìn đường cũng không thể giấu chân mới tư ngôn ca vô song ca hôm nay chẳng lẽ không đến đây Phương Tiểu Trung nghĩ thấy không thể hiểu. Lần nào, Tần Vô Song cũng đến sớm hơn bọn họ, mà bây giờ trên đường không có dấu chân. Xem ra Tần Vô Song hôm nay không có tới. Có lẽ hắn nửa đường trì hoãn, Tần Vô Song là người tu luyện điên cuồng. Như thế nào có thể không đến? Hồ Tư Ngôn cũng đoán không ra, lấy của tính cách Tần Vô Song, không có chuyện đặc biệt. Không có khả năng thay đổi kế hoạch tu luyện. Hai người các người mau tới đây. Trong lúc đoán già đoán non thì nghe tiếng Tần Vô Song từ xa chuyển đến. Hai người nghe tiếng sờ soạng, xuyên qua rừng cây rậm rạp về phía trước, đi ước chừng cây số ta thấy tần vô song ngồi ở trên một khối đá lớn đối diện một thầm cốc trống trải nhìn xuống quả thực là vạn trượng vực sâu không thể nhận ra ở đây lại có nơi như vậy á à? hồ tư Ngôn cùng phương tiểu trung đi theo tần vô song chạy trên sơn đạo cũng có một tháng chưa từng tới nơi đây dưới này chắc có các dấu bí mật của đại thương sơn tần vô song cảm khái nói hai người cũng không hiểu lắm phương tiểu trung đột nhiên nói vô song ca người hôm nay là như thế nào đi lên như thế nào không thể giấu chân của người à theo đường khác trên tối sao ta theo đường cũ tới chỉ có điều hôm nay ta cố ý luyện tập một chút thần pháp tần vô song thản nhiên nói cái gì theo đường cũ đến chân không dính đất một cái dấu chân cũng không để lại hồ tư ngôn rung động thi thao thở dài vô song ta hiện tại tò mò người rốt cuộc luyện đến cảnh giới gì rồi tần vô song không đáp phương tiểu trung lại nói ta nghĩ là ta lúc nào có thể luyện đến cảnh giới của vô song ca ha ha bốn chưa đến đến chăm chỉ kiên trì tần vô song đứng lên đi luyện công đi hồ tư ngôn cùng phương tiểu trung như tỉnh mộng đều gật đầu cho Tần Vô Song luyện công cách biệt với bọn họ, sau 2 năm quay về Trấn Đông Lâm nói dài cũng không dài. Đối với Tần Vô Song chỉ là leo mấy trăm lần đại thương sơn thôi, chẳng qua đúng là trải qua mấy trăm ngày hàn thử khiến Tần Vô Song tu luyện lại lấy được đột phá không nhỏ. 6 tầng viêm dương chân kinh đã luyện đến tầng thứ 5, sắp tới sẽ đột phá tiến vào tầng thứ 6 vô thượng cảnh giới. Cầu dương trưởng tổng cộng 9 trưởng, 7 trưởng đầu đã luyện đến nhuẩn nhuyễn. Trường thứ 8 bát dương phần hoàng đã bắt đầu lĩnh ngộ, nhất dương chỉ lại luyện đến cấp độ cao nhất khi rời khỏi võ đồng viện tu vi của tần vô song tương đương với chân võ cảnh nhị đến tam đẳng miễn cưỡng có thể cùng chân võ cảnh tứ đẳng đánh một trận hôm nay tu vi của hắn đã muốn là chân võ cảnh lục đẳng hơn nửa kỹ sao chiến đấu cùng kinh nghiệm của hắn cùng chân võ cảnh thắt đẳng tuyệt đối có một trận chiến lược Cưng giả chân võ cảnh đoạn càng cao thực lực tăng lên cũng càng lớn chân võ cảnh thắt đẳng cùng giả là chân võ cảnh thượng phẩm Kỳ thật, ít nhất có thể đồng thời đối phó ba gã chân võ cảnh lục đẳng, mà chân võ cảnh bát đẳng lại có thể đồng thời đối kháng ba gã chân võ cảnh thất đẳng cùng liên thủ. Cho nên chân võ cảnh cửu đẳng cùng trạng thái chân võ cảnh đỉnh phong, nghe nói có thể đồng thời đối phó năm tên thực võ cảnh bát đẳng, tăng lên nhất đẳng, thực lực cũng là tương đương đáng sợ. Tần Vô Song cũng không phải thực để ý mấy con số đối lập máy móc. Tu vi này tới một cảnh giới nhất định, thực không đơn giản là con số đối lập. Nói cách khác, lấy tình huống trước mắt mà nói, đại khái chỉ khôi phục năm thành công lực kiếp trước chính là cùng so sánh với đỉnh phong trạng thái của mình. Hiện tại chính mình chẳng sợ trăm tên cùng tiến lên, cũng như cố cũ địch không được trạng thái đỉnh phong, khiến Tần Vô Song cảm thấy vui sướng là hoàn cảnh tu luyện tại Đại Thương Sơn tương đối lý tưởng. Đối với tu luyện nội kình là ưu việt, thế nhưng lại còn hơn địa cầu ở kiếp trước. Ở đây khổ công một ngày, hiệu quả so với kiếp trước ít nhất 2 3 ngày. Chiếu tốc độ này, một năm rưỡi sau gia tộc luận phẩm, khôi phục 7 8 phần thực lực kiếp trước, tuyệt đối có thể hoàn thành. Tại tiên thế, có cái gọi là thiên địa linh khí, là chuyện thập phần hư vô mờ ảo mà ở kết trước khi tần vô song tu luyện nội lực thế nhưng ẩn ẩn có thể cảm nhận được thiên địa linh khí trong truyền thuyết có tồn tại đột nhiên trong lúc đó hắn thực khát vọng thực lực mau chóng khôi phục để mình có thể lại một lần nữa có cơ hội tiến vào tiên thiên lúc này đây có chỗ tu luyện tốt như vậy để dựa vào hy vọng thành công khẳng định là gấp bội cảnh giới tiên thiên tần vô song lầm nhầm bốn chữ đây là danh từ tần vô song kiếp trước luôn mơ tới khiến máu tần vô song nhất thời sôi trào gần giữa trưa nhìn sắc trời không còn sớm tần vô song lúc này mới xuống núi còn chưa tới chân núi chợt nghe tiếng tỉ tỉ tần tụ la lên làm sao vậy tí tân vô song gặp tỉ tỉ trên mặt tựa hồ rất là lo âu vô song nhanh về nhà nhìn xem phụ thân phụ thân hà nói ra rất nhiều máu tần tụ khóc nức nở nói tần vô song sắc mặt khe biến bước nhanh hơn nói tỉ ngươi chậm rãi trở về ta đi về trước nhìn xem bay nhanh chạy về nhà. Tần Liên Sơn đã được hạ nhân đưa về phòng ngủ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi thấm ra cái chán, chán có nhiều nếp nhăn. Có thể thấy được hắn lúc này chịu được thống khổ cũng không bình thường. Phụ thân như thế nào rồi? Tần Vô Song đến gần, đặt tay lên cổ tay phụ thân, mạch đập rất nhanh, kinh mạch vận hành thập phần hỗn loạn, chân khí không ngừng động, vốn không có một đường hưởng rõ ràng, nói trắng ra là chân khí hỗn loạn. Tần Vô Song kiếp trước chính là nhất đại tông sư, với võ đạo hiểu biết thập phần uyên bác, xem mạch đập đã biết nguyên nhân bệnh của phụ thân thở dài một tiếng, cảm thấy hơi có chút hối hận. Hắn mấy năm qua, quá bận về việc tự thân tu luyện, cũng rất ít bận tâm vấn đề tu luyện của phụ thân. Nếu hắn sớm phát hiện, phụ thân cũng không đến mức bị như ngày hôm nay. Chẳng qua may mắn, phụ thân chính là chân vó cảnh nhất đẳng trong cơ thể chân khí hữu hạ. Vong dương bổ lao, tuyệt không tính là muộn. Tần Tứ Hỷ thấy Tần Vô Song tới, vội hỏi, ta đi mời thầy thuốc. Tần Vô Song một thanh gọi lại, Tứ Hỷ bá bá, không cần mời. Tần Tứ hỉ sửng sốt, không mời vậy thương thế của tộc trưởng làm sao bây giờ ta có biện pháp ngươi có biện pháp không chỉ tần tứ hỉ mà phụ thân tần liên sơn cũng ngây dại phụ thân ngươi đây là tu luyện quá độ chân khí chưa được khơi thông đúng lúc ở trong cơ thể không có hình thành tuần hoàn tiểu chu thiên làm cho chân khí hỗn loạn kinh mạch phản phệ tần liên sơn thở dài một hơi hắn biết nhi tử nói đúng mấy năm nay hắn một ngày một đêm chưa bỏ làm việc đại sự trong tộc là đắm chìm với tu luyện thầm nghĩ trước khi gia tộc luận phẩm diễn ra tiến vào chân vó cảnh nhị đẳng muốn đi vào nhị đẳng không nói đến khiêu chiến vọng tộc bảo trụ cái danh ngạch hàn môn tần gia khẳng định là có bảy tám phần nắm chắc chính là hắn tần liên sơn thiên phú cũng không cao hôm nay vì quá gấp lại ứng với câu nói kia dục tóc bất đạt kết quả là lại dẫn tới chân khí phản phệ lấy khả năng của tần vô song ở kiếp trước ứng đối mấy việc nhỏ này tự nhiên có biện pháp hắn suy nghĩ chính là nên dùng loại biện pháp nào được có hai biện pháp một chỉ dùng ngân trầm dẫn đường chân khí ra thể khơi thông kinh mạch bị trì trệ giải khai úc khí tích trong cơ thể biện pháp chậm cần 3 đến 5 tháng mới hoàn toàn trừ tận gốc. Một biện pháp khác là phá rồi lại dựng, là mạnh dược. Cho phụ thân tu luyện phải thiếu lâm ác trục tuyệt học kiếp trước dịch cân kinh, tẩy tùy phạt mau, làm lại từ đầu, hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Hiệu quả tất nhiên là rất tốt, nhưng phải thừa nhận là rất phiêu lưu. Vô song, ngươi có biện pháp gì? Cứ nói, không cần khó xử. Tần Liên Sơn thấy Nhi Tử trầm ngâm không nói, nghĩ bệnh tình hắn thập phần phiền toái. Tần Vô Song cười an ủi, trầm ngâm nói: Phụ thân, cho ta suy nghĩ một chút, ngày mai cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Trước mắt, thỉnh tứ hỉ bá bá đi lấy vài ngân châm đến ta châm bài huyệt đạo cho phụ thân giảm bớt thống khổ một châm vào huyệt dương bạch một châm vào huyệt giáp xa một châm vào huyệt hạ quan ba châm tần vô song chỉ dùng ba châm hiệu quả nhanh chóng tần liên sơn giảm bớt đau đớn hào tiểu tử chiêu thức ấy là học từ đâu tần liên sơn vui ra mặt như từ thật đúng là khiến hắn kinh hỉ liên tục á ở võ đồng viện nhiều năm như vậy không học được gì nhưng thượng vàng hạ cám y kinh là coi không ít cũng học được chút bề ngoài tần vô song khiên tổn nói tần tứ hỉ cười ngây ngô nói học sơ sơ mà lợi hại như vậy thiếu gia thật sự là mút trời kỳ tài tứ hỉ chuyện này cần giữ bí mật tần liên sơn cẩn thận phân phó vâng châm cứu một lát tần vô song lúc này mới thu châm nói phụ thân về sau mỗi ngày châm hai lần mấy tháng sau khỏi hẳn tần vô song trong lòng dĩ nhiên có chủ ý hắn quyết định cho phụ thân tu luyện dịch cân kinh hiện tại khó xử là như thế nào đem dịch cân kinh giao cho phụ thân mà không gây hoài nghi dù sao dịch cân kinh là một bộ võ học kỳ điển chỉ sợ còn hơn một môn võ điển của bách việt quốc Võ Điển khác biệt như vậy, không có xuất xứ, như thế nào có thể ứng phó phụ thân. Sau một đêm, Tần Vô Song lập tức có ý tưởng. Bất quá ý tưởng này, hắn cũng không vội thực thi, bởi vì hiện tại thực thi liền để lại dấu vết. Như thế mỗi ngày hai lần, châm cứu cho phụ thân. Liên tiếp một tháng sau, vào một ngày luyện công buổi sáng trở về, Tần Vô Song kích động đi tìm phụ thân. Vô Song, có việc gì à? Phụ thân, ta sáng nay ở Đại Thương Sơn luyện công, nhặt được một quyển da dê. Thỉnh lão nhân ra ngoài xem qua. Tần Vô Song đem quyển da dê đã chuẩn bị từ lâu trình lên. Ân, Tần Liên Sơn cầm lấy, vừa mở ra, sắc mặt khẽ biến, càng đọc, sắc mặt cũng càng ngày càng kích động. Đến cuối cùng, tay không nhịn được có chút run rẩy. Vô Song, ngươi làm sao nhặt được? Tần Liên Sơn cuộn tấm ra lại, khẩu khí khẽ run hỏi. Ở một nơi hẻo lánh, thiên ý, thật sự là thiên ý. Tần Liên Sơn kích động vô cùng, cắt cao nắm chặt cuộn da dê. Vô song quyền này ghi lại chính là một môn võ học bảo điển rất thơm màu. Mà đây chính là cái tần gia còn thiếu. Ngươi nói, có phải là ông trời muốn giúp tần gia hung thịnh? Phụ thân, quyền này nói, phá rồi sau đó lập, tẩy tùy phạt màu, thoát thai hoàn cốt. Có phải hay không phiêu lưu quá lớn? Không vào hăng cọp, làm sao bắt được cọp con? Phạm là người luyện võ đến đỉnh phong, ai không phải mạo hiểm? Tần liên sơn ngữ khí thâm trầm. Phụ thân, ý của ngươi là, vô song, phụ thân thật cao hứng, người đã lớn rồi. Tình cảnh của chúng ta, người cũng rõ ràng còn hơn một năm nữa gia tộc luận phẩm phải cử hành tần gia nếu muốn bảo trụ cái danh ngạch hàn môn phụ thân không thể không mạo hiểm này công pháp nhìn qua đều không phải là chuyện địa đây đúng là điều tần vô song muốn thấy phụ thân đã quyết định chủ ý tần vô song khẩu phong vừa chuyển chấm ngâm nói phụ thân ngoài trong cơ thể thực khí hỗn loạn nếu công pháp thật có thể tẩy tủy phạt mao phá rồi sau đó lập ngược lại là nhất cửu lưỡng tiện tạ ơn thiên địa việc này mặc dù không tính là thiên y vô phùng nhưng ít ra không có dấu vết gì rõ ràng dịch cân kinh một khi bắt đầu chẳng những có thể giúp phụ thân hoàn toàn giải trừ bệnh căn, đồng thời cũng cải tạo kinh mạch, thoát thai hoàn cốt, từ nay về sau tu luyện tốc hành, có lẽ đây là trợ giúp tốt nhất cho phụ thân đi. Tân Vô Song ra khỏi phòng, trong lòng có nhiều cảm xúc, có dịch cân kinh, nhiều nhất là 3 năm, ít nhất trong phạm vi quận La Giang, quý tộc lão gia từ nay về sau bị phụ thân bỏ xa, thời gian thầm thoát, đảo mắt liền đến năm mới. Đầu năm tế tổ là truyền thống mấy trăm năm của Tần gia. Tần Liên Sơn mang theo một tử một nữ, đi vào tổ đường phía trên thân thủ bày ra hết thảy cống phẩm điểm dâng hương trúc tổ tông ở trên con chó bắt hiếu tần liên sơn mang cùng tử một nữ dập đầu trước liệt tổ liệt tông ba quỷ chín lại xong tần liên sơn lại nói tổ tông có linh gia tộc luận phẩm còn một năm là cử hành thịnh tổ tông phù hộ liên sơn trong một năm thăng lên trần võ cảnh nhị đẳng bảo vệ địa vị tần gia quý tộc chặn võ cảnh nhị đẳng tần vô song cười thầm mấy tháng nay phụ thân tu luyện dịch cân kinh rõ ràng đã tiến vào quý đạo hình thành toàn hoàn phi thường lý tưởng nếu không có gì bất ngờ xảy ra trong một năm chân võ cảnh tam đẳng cơ bản là có thể bỏ túi vận khí tốt tứ đẳng cũng có khả năng chẳng qua mấy cái tình huống này hắn cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng lại không thể nói ra đang lúc suy nghĩ tần liên sương gọi vô song ngươi đi tới hướng liệt tổ liệt tông thể nói lên chí nguyện to lớn tần vô song không dám chậm trễ cung kính tiến lên tổ tông ở trên con cháu đời sau vô song kính báo thân là con cháu tần gia một thân ngờ ngác ngông nghênh không sợ cường quyền không sợ khí dễ không thuận theo quyền quỷ không thỏa hiệp hả môn mặc dù biển lửa đốt người chỉ bằng hai nằm đầm đánh ra một mảnh trong sáng càn khôn chẳng sợ núi đao biển dầu đều có chi khí khí trùng tinh hà nói ngắn lại ta con cháu tần gia tuyệt không làm kẻ nhát gan tuyệt không chấp nhận ở phía sau chỉ còn một hơi thở thì phải dẫn dắt tần gia huy hoàng nâng cao vị trí một lời tuyên ngôn nói năng có khí phách nói đến tần liên sơn gật đầu không ngừng cảm thấy vui mừng tần tụ sắc mặt cũng vui mừng đệ đệ cuối cùng cũng trưởng thành vô song gia tộc luận phẩm chỉ còn một năm một năm này có lẽ rất gian nan những kẻ ham muốn tần gia chắc chắn sẽ có động tính ngươi cần phải cẩn thận đề phòng mới được tần liên sơn ân cần nói với thực lực hiện tại của tần vô song đất quận la giang này đã là quá nhỏ tất nhiên là không cần lo lắng ngược lại là hỏi phụ thân một danh ngạch hàn môn của chúng ta rốt cuộc có mấy nhà hai phụ tử trở lại trang viên đám luận cho ra đầu đuối góc ngọn theo phụ thân nói, có tư cách đoạt được danh ngạch hàn môn của tần gia tổng cộng có ba nhà. Tiệm bán thuốc có ngưu trưởng quỹ ở đồng trấn. Nhà này tần vô song không lạ lắm, đứa con giang hô kêu ngưu đấu. Lúc con ở võ đồng viện không ít lần làm trái tần vô song. Còn có hai nhà, kỳ thật đều là đại gia tộc thông gia ở quận La Giang. Đều là đại thương nhân, tài sản hùng hậu, tiền tài nhiều hơn, có cái xuất thân thấp hèn. Thiếu một cái danh hiệu quý tộc, cho nên xã hội địa vị không cao trong đó có hy vọng nhất là cổ gia quận La Giang, quan hệ thông gia với Hứa gia. Ở quận La Giang kinh doanh tờ lụa, sinh ý làm được rất lớn. Hứa gia bàn tính cách đối phó Tần gia, chắc chắn là muốn giúp cổ gia tranh giành địa vị Hàn môn. Thế giới này được cấu thành bởi địa vị, từ cao đến thấp, phân biệt linh, võ, sĩ, thứ, dân, nô. Linh, nghe nói chỉ là vùng đất linh giới mờ ảo khó tìm. Tương truyền, ngoài thế tôi còn có một cái linh giới, bên trong linh giới tồn tại vô số cường đại. Những cường giả này mới là chúa thể đích cực của vũ trụ. Bất quá truyền thuyết là truyền thuyết, rốt cuộc có hay không tồn tại linh giới, đối với rất nhiều người mà nói, con là một bí ẩn. Võ, không phải chỉ những gia tộc luyện võ tầm thường, mà là chỉ chân võ thánh địa thần thánh. Nghe nói, mỗi quốc gia đều có võ thánh địa của riêng mình, trong này mỗi người đều là tuyệt thể võ giả, đều là người thống trị quốc gia, là các nhân tài hoàng gia chọn lựa. Có thể nói, chân võ thánh địa là đỉnh phong tồn tại thực sự ở thế giới này. Sĩ, là chỉ sĩ tộc quý tộc, là quý tộc thượng phẩm, tổng cộng phân ba đẳng, từ trên xuống theo thứ tự là vương tộc, đại việt thế gia thứ là chỉ thứ tộc quý tộc là loại hạ phẩm quý tộc cũng chưa ba đẳng từ cao xuống thấp phân biệt là hảo môn vọng tộc cung hàn môn dân hiển nhiên là chỉ bình dân chính là nông công thương cho nên nô là chỉ người hoàn toàn không có tự do là nô lệ của quý tộc là tầng dưới chốt nhất bình dân cùng nô lệ chiếm tuyệt đại đa số trong dân cư sĩ thứ hai tộc thì cấu thành giai tầng thống trị chủ yếu đương nhiên tần gia nằm ở tầng dưới chót trên danh nghĩa là giai tầng quyền quý trên thực tế bởi vì gia tộc thế lực quá yếu, kỳ thật đã bị tách ra ngoài giai tầng quý tộc. Nếu không phải như thế, cầu thánh chỉ có xuất thân bình dân, làm sao dám chẳng kiêng để tới cửa giao ai? Phụ thân, ngươi nói linh giới thật tồn tại sao? Tần vô song tò mò hỏi, tổ tiên chúng ta vẫn có nghe đồn, nói linh giới xác thực là có tồn tại. Hơn nữa tần gia, vốn là cùng linh giới có chút quan hệ, bất quá cũng mấy trăm năm, rốt cuộc có hay không vi phụ cũng không rõ lắm tân Liên sơn thở dài nếu có thể đi tìm hiểu khắp nơi gặp được một hai cường giả linh giới vậy là tốt rồi kết trước vũ tinh hà không thể tiến sâu vào con đường tiên thiên bởi vậy rất muốn hướng tới đẳng cấp cao ở thế giới này dù sao hoàn lúc ấy đạt tới hậu thiên cực hạn chỉ kém một bước là thành công có thể nói cách tiên đạo đại môn chỉ có vài bước thôi nhưng một bước này trung quy thời gian qua đi sinh tử trong lúc đó cũng đã cách một cái luân hồi may mắn chính là thế giới lại có tin đồn về linh giới không có lửa làm sao có khói tần vô song thở tin rằng có tinh giới ở đây tương đương với cảnh giới mờ mịt khó tìm ở kiếp trước vô song ngươi không cần nghĩ loạn vi phụ đối với ngươi kỳ vọng ngươi nên không quen tấn liên sơn không hy vọng nghi từ cả ngày suy nghĩ chuyện viễn tưởng đưa ra cảnh cáo nhớ rõ phụ thân hy vọng ta lấy được thành tích võ đồng thượng phẩm tần vô song còn thật sự hồi đáp cũng được chỉ cần là võ đồng thượng phẩm kiên trì tu luyện cuối cùng dù thế nào cũng có thể luyện đến chân võ cảnh tứ đẳng như vậy cho dù tần gia chúng ta thất thế cũng có được tôn nghiêm trong một ngày vô song ngươi phải nhớ kỹ trách nhiệm trên vai của mình a à. tân liên sơn ngứa trọng tâm trưởng nghe này khẩu khí tần vô song như thế nào thấy phụ thân đối với gia tộc vận phẩm sắp đến có vẻ không tin tưởng lắm chẳng lẽ đã định bỏ cuộc tái tranh thủ phụ thân ý của ngươi là tân liên sơn khẽ thở dài trong mắt một đạo tinh mang hiện lên khẩu khí kiên nghị vô luận như thế nào ta sẽ toàn lực bảo vệ cái danh ngạch hàn môn tần gia nhưng là có vạn nhất ta là nói vạn nhất nếu giữ không được tần vô song người nhất định phải thay phụ thân rửa sạch sỉ nhục cái khí chất này nếu không thành công thì cũng thành nhân của quang côn. Phụ thân, ngươi cũng không tránh khỏi ý chí tinh thần xa sút đi. Nghe ngươi nói dường như giữ không được danh ngạch, ngươi liền định xả thân. Tần vô song cười ha ha, không phải còn hơn một năm sao chứ. Thời gian rất dài, tần gia chúng ta thăng lên vọng tộc hà môn cũng được. Húng chi chính là dư cái danh ngạch hàn môn. Tần Liên Sơn biết nhi tử thông minh sớm, cũng sớm quen khẩu khí ông cụ non này của hắn. Vô song, vọng tộc, ít nhất phải có một cao thủ chân võ cảnh nghị đằng tỏa chấn mà hảo môn lại ít nhất cần cao thủ chân võ cảnh tứ đẳng tọa trấn tần gia chúng ta đã bốn đời không có cao thủ quá chân võ cảnh nhị đẳng tần liên sơn nhớ tới thời phát triển của tổ tiên hiện giờ lại như vậy nghèo túng ngay cả cái danh ngạch quý tộc thấp nhất cũng sắc khó bảo toàn không khỏi cảm thấy chán ngán sự là do con người phụ thân cũng đừng nghĩ nhiều đừng quên có ta phụ tử cùng tiến trận chưa chắc đã thua nói xong tần vô song đứng lên đi về phía hậu viện miệng than thở nói ta đi luyện công tần liên sơn nhìn bóng dáng nhi tử có chút suy nghĩ con trai của hắn thật đúng là nhìn không thấu nhỏ tuổi trên người lại dường như bao phủ một tầng xương khói thần bí làm cho mình nhìn cũng như lọt vào trong sương mù nghe khẩu khí hắn một bộ tiểu đại nhân tự xưng nam tử hán không khỏi vi cười rộ lên không hề nghi ngờ đứa nhỏ này của thật đáng giá cho mình ký thác hy vọng nhưng là một năm ngắn ngủn hắn lớn nhanh chóng cũng còn chưa đạt được tới mức vì gia tộc phân ưu